Mới có được 15 người. Vâng. Vâng, thưa các bạn, bữa nay rất là giận, bận, bận quá trời. Không có giận nhưng mà bận. Bây giờ bắt đầu lớn tuổi, bắt đầu nói chữ chập lên nhau rồi. À, về ông cái chuyện cộng đồng như chúng tôi đã thông báo thì thật sự ra nó cũng chẳng có gì là nặng nề gì cho lắm, nhưng mà tại cái câu chuyện cái chữ nghĩa thì nó có thể làm cho một cái chuyện rất nhỏ nó trở thành một câu chuyện rất là lớn. Ông Minh Giang mới gửi một cái Mỹ Việt bắt tay các nhóm chống cộng hải ngoại chuẩn bị đóng cửa. Đấy, ông Minh Giang viết nha, phải nhà báo viết thôi nha. Hôm nay tờ báo trong nước, tờ báo Nghệ An có viết bài chỉ có Nga mới có thể cứu được Mỹ thoát khỏi nguy cơ sụp đổ. Thì nhà báo có viết câu kiểu đóng vào một kép báo chí cách mạng phải viết theo đơn đặt hàng mà thôi. Ai ngờ tới hay là một người vào comment, 13 người đồng ý nữa. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ 5 phút tối thứ ba, ngày 19/9/2023 tại Việt tại California, ở bên Việt Nam bây giờ các bạn là 12:05 ngày thứ tư ngày 19/9/2023. Vâng, chúc các bạn vào một buổi ăn trưa ngon miệng và hy vọng rằng cái bài nói chuyện ngày hôm nay không tạo nên một cái cơn sóng ngầm hay sóng nổi hay là tsunami hay là sóng thần gì hết. Đây chỉ là một cái vấn đề nhận định để trong cái tinh thần gọi là đóng góp với nhà nước Việt Nam. Cái lúc mà hồi chiều tôi gửi bản tin nhắn này trong cái Zalo đó, với lại trong cái YouTube của tôi đó, thì có người gọi cái gì ông làm gì dữ quá này, cái bữa nay Việt Gian đánh Việt Cộng hả? Tôi nghe thấy tức cười, Việt Gian đánh Việt Cộng, đó là Việt Gian này làm sao mà đánh Việt Cộng được. Để tôi lấy cái bản tin lên ra rồi mình nói chuyện được. Chào Hoàng Hành Trinh, tôi thấy hình như là bà ở trong nước bây giờ bà con bắt đầu lấn sân hơn đám dư luận viên bò đỏ.
hôm bữa nay tôi được nghe ông Sam Sam lại gấp mày ghép tội tôi với lại Đức Đầu Bạc với Hoàng Duy Hùng cùng một phe với nhau. Tôi thấy con người ta nó càng nói nó càng ngu. Tôi không muốn nói Sam Sam là ngu, một viên chức ngoại giao thật đúng là ngu. Chẳng qua là tôi lỡ lời tôi nói Sam Sam cái vụ mà nhận tiền của thằng Nguyễn Quang Trường xong rồi im luôn, chìm xuồng luôn, nó báo chìm xuồng thiệt đấy các vị đấy, không dám làm gì Nguyễn Quang Trường. Thì rõ ràng thì tức ghép tôi là cùng với lại phản động giống như Hoàng Duy Hùng, tôi buồn cười. Mà đánh nhau như cái mà như vậy thì làm sao mà chiến thắng được. Bây giờ nếu Hoàng Duy Hùng mà tôi nói thiệt lỗi, không có tôi, các ông trong trong nước đánh 10 năm cũng chưa xong. Hoàng Duy Hùng nó vẫn bình chân như vậy. Thì chuyện ngày hôm nay thì chúng ta biết là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã có nhóm họp, đúng ra thì là ngày hôm cứ lấy bản tin ra đọc cho nó chắc chắn là... Ông Zelensky nói rằng Moscow phải bị đẩy lui để thế giới giải quyết thách thức toàn cầu. Và ngày hôm qua thì ông đã từ chối những cái đề nghị gọi là chấm dứt chiến tranh. Và đối với ông Zelensky là không có chuyện mà hòa giải với Nga, mà phải là cái chuyện mà Nga phải chấm dứt âm mưu xâm lăng đất nước. Thì theo tờ báo Tuổi Trẻ Online trong nước ngày hôm nay đã thì cho biết cái ngày 19 tháng 9, theo bản tin của hãng Reuters phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đoàn kết chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, cho rằng Moscow phải bị đẩy lui để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức cấp bách trên toàn cầu. Ông Zelensky đã cáo buộc Nga thao túng thị trường lương thực toàn cầu để tìm sự công nhận của quốc tế về chủ quyền tại những vùng đất của Ukraine mà Nga đã chiếm đóng. Vũ trang hóa phải bị hạn chế và tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt. Những người bị trục xuất phải được trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải quay về lãnh thổ của họ, ông Zelensky nói. Đồng thời khẳng định rằng Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo sau này không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ một quốc gia nào. Theo nguồn tin Reuters thì Tổng thống Ukraine đã nhận được những tràng pháo tay khi phát biểu. Đây cũng là lần đầu tiên ông Zelensky xuất hiện trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công Ukraine. Thì song song những nguồn tin đó thì chúng tôi không đọc cái bản tin. Thì hiện tại bây giờ thì Nga đã mất rất nhiều cái vùng để bị chiếm đóng, và đặc biệt là Bakhmut là coi như là hoàn toàn được giải phóng, và quân đội như ngày hôm qua tôi nói là Ukraine đã xuyên thủng, phá vỡ cái hàng rào phòng thủ thứ nhất và bỏ phòng hàng rào phòng thủ thứ hai. Họ chỉ tấn công bằng tên lửa thôi, họ không đánh nhau, đi thẳng xuyên thủng đó, đánh cái hàng rào phòng thủ cuối cùng của Nga tại bán đảo Crimea, đó là phòng thủ. Và nguyên một lữ đoàn nhảy dù của Nga đã bị tan vỡ, một phần đầu hàng, một phần chết, và tư lệnh lữ đoàn cũng đã tử trận. Thì một trận đánh mà gọi là có cận chiến trong đó mà một đại tá chỉ huy lữ đoàn trưởng mà bị chết là chúng ta biết rằng nó rất là đẫm máu. Và trong khi đó thì những vũ khí của Mỹ và Tây Phương dồn dập trở qua vào Ukraine, và Ba Lan đã tuyên chiến với lại nói đúng hơn thì là chuyện thách thức Belarus, bởi vì Ba Lan nằm ngay sát biên giới Belarus và Nga luôn, thì họ đã chuyển quân qua đó.
Thì qua cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng cái trận chiến có thể sẽ chấm dứt sớm hơn vào mùa xuân năm 2024. Cảm ơn tất cả các bạn đã... Có nhiều người nói rằng hoàn toàn không biết chuyện nhà báo đã tiếp xúc với lại giáo sư Phạm Quang Long, nguyên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ở Hà Nội. Thì vâng, thưa các bạn ạ. Okay. Cái chuyện đó thì rất là lâu rồi, phải chính tôi cũng không không nhớ nữa, cho tới khi mà đăng cái bài về ông Nguyễn Văn Hùng, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thì tự nhiên cái hình cũ nó trở lại. Nhờ vậy thì chúng tôi mới biết, mới giới thiệu cho quý vị. Vâng, giáo sư Phạm Quang Long ăn nói rất là duyên dáng và rất là văn hóa và rất là dễ thương. Không phải ông tiếp xúc với tôi mà tôi nói, nhưng mà thật sự đó là những mẫu người lãnh đạo. Và 30 lần đi Việt Nam tôi hiểu được đất nước Việt Nam, tôi hiểu được những người lãnh đạo Việt Nam, và tôi rất quý mến họ, và tôi đã hiểu tại sao mà họ đã thống nhất được đất nước. Thế nhưng mà rất tiếc thời gian gần đây đấy, tôi không nói khoảng chừng 5 năm trở lại, 5 năm trở lại, đó là trước thời gian Covid một chút xíu, cỡ khoảng chừng năm 2017. Thật sự 2017 thì cũng chưa đến nỗi tệ hại lắm. Hồi đó tôi đi tháng 11, tôi đi tham dự cái APEC G7 ở Đà Nẵng. Rồi qua tháng năm 2019, tháng Giêng năm 2019 thì tôi đi tham dự cái hội nghị Mỹ Triều. Đã bắt đầu nhem nhúm. Và khi mà tôi tiếp xúc với anh em báo chí trong nước nói chuyện thì tôi đã nghe rất nhiều chuyện tiêu cực về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam. Mà khi Việt Nam đã có những cái đồn thổi như vậy đó, thì chắc chắn là đến tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải xây dựng. Thế nhưng mà ngày hôm qua đấy, ngày hôm qua thì ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Nguyễn Hòa Bình ấy, ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những cái Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở bên Việt Nam. Ông Trương Hòa Bình thì hình như là Viện Kiểm soát Nhân dân. Thì ông Nguyễn Hòa Bình, ông này là người mà nguyên nhân là Hồ Văn Hải tại sao bị ghép tội mà tại sao bây giờ vẫn chưa xử. Có như vụ Hồ Văn Hải, bây giờ là Hồ Duy Hải, xin lỗi, cũng là HGH. Tại sao vụ Hồ Duy Hải bây giờ đó coi như là 17 năm vẫn chưa xử. Và mới đây nữa, ngày hôm qua lại có thêm một người nữa là hình như là tên là Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh, cũng 17 năm chưa xử. Tôi thì lần lần bây giờ chúng ta gọi ra cái ông Nguyễn Hòa Bình này và ông Trương Hòa Bình, hai ông này tôi gọi là, nếu mà đề nghị rằng và cả thanh tra chính phủ mà đi kiểm soát nhà ông này, coi cái tiền của ông ấy làm, cái lương của ông ấy làm đó có đủ để xây được cái nhà như vậy hay không, biệt phủ không, thì đó là rõ ràng đó là một quyền lợi cá nhân. Thì không tham nhũng thì sao mà có những cái đó. Thì ông lại tuyên bố ngày hôm qua, tuyên bố một câu rất là ngu xuẩn: nếu mà cứ sai phạm thì bị xử phạt, thì bị kỷ luật, thì lấy đâu ra người để làm việc nữa. Hình như câu này giống như câu Thủ tướng Trần Văn Hương.
Ông Trần Văn Hương ngày xưa ở Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị, ông cũng tuyên bố câu nếu mà nghĩa là xử hết tham nhũng thì hết người làm việc. Tôi không đồng ý với cái chuyện đó. Nếu mình xử được tất cả những tham nhũng mà mình đừng sử dụng những cái con người mà gọi là mua bằng, mua ba chức hay là ba đời cách mạng hay là công thần cách mạng ở xã hội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa 23 triệu dân đó, và bây giờ Việt Nam là toàn nước Việt Nam 100 triệu dân, vẫn còn rất nhiều người có thể thay thế và làm việc. Chẳng qua là họ không được, họ không nằm trong phe nhóm. Ngay Đảng Cộng sản bây giờ nó cũng chia thành phe và nhóm này, nên nó phải sống. Thì các bạn, ngày hôm qua tôi thân khiếu nợ các bạn một cái video của ông Đoàn Trọng. Thì ngày hôm nay tôi muốn chiếu cái video đó trước, xong rồi tôi đọc một cái phần nhận định của tôi theo lời yêu cầu của các bạn. Thì bài nhận định này đó, thì hai ngày hôm nay tôi cũng nói ít nhiều và đã tạo nên một cái, phải nói rằng là làn sóng ở hải ngoại này và ở trong nước luôn. Chào Trần Hải. Không phải anh em ở hải ngoại này mà ở trong nước cũng rất tán thành. Thì có người, tôi không biết là chọc quê tôi hay là tán thành tôi hay là nói đùa. Bây giờ đã Việt Gian đi tố Việt Cộng. Dạ thưa không, tôi không tố. Tôi chỉ nói lên những cái sai quấy của họ để trong tương lai nếu có những sự kiện nó xảy ra nữa thì họ tránh được cái điều đó. Vâng, thì bây giờ thì mời các bạn nghe ông Đoàn Trọng nói gì trước, tại vì tôi thiếu nợ các bạn. Rồi tôi sẽ... Hoa Kỳ trong vòng 6 ngày. Chắc là quý vị biết tất cả những sự kiện liên quan đến một cuộc gặp gỡ giữa ông Tổng thống Joe Biden với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng giống như ông Chủ tịch Võ Văn Thưởng và đồng thời Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ. Tất cả những sự kiện này cho chúng ta thấy có một cái nhịp cầu nối lại tất cả những vấn đề ban giao qua vấn đề chuyển lên đến một cái giai cấp cao hơn, đó là vấn đề đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Và ngay sau đó thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một chuyến đi đến Hoa Kỳ 6 ngày nhằm trong mục đích là sẽ có một bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong kỳ họp lần thứ 78. Nhưng hôm qua thì chúng ta đã thấy ông Phạm Minh Chính đã có mặt ở tại thành phố San Francisco qua một cuộc gặp gỡ với tất cả những kiều bào Việt Nam do Tòa Tổng lãnh sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại San Francisco tổ chức. Và đây cũng là một trong những sự kiện để có cơ hội ông ta trình bày tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc gặp gỡ với ông Tổng thống Joe Biden trong những tháng ngày vừa qua. Vì trước tiên khởi đầu cho chuyến đi của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông đã bắt đầu chuyến công tác 6 ngày tại Mỹ nhằm cụ thể hóa tất cả những kết quả của việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Thủ tướng Chính công du Mỹ lần này nhằm tham dự phiên thảo luận cung cấp khao khóa 78 của Đại hội Lâm Liên Quốc tại New York. Theo người phát ngôn viên ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, thì trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 9, chuyến đi này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm vừa qua. Điều này là một cái cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới, không riêng gì cộng đồng, bởi vì chúng ta biết rõ ràng về tất cả những kết quả của cuộc gặp gỡ tay đôi giữa ông Joe Biden đối với tất cả các viên chức cao cấp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong những ngày vừa qua. Người đứng đầu chính phủ dự kiến sẽ đi qua 3 thành phố tất cả, tuy nhiên điều đó ông Phạm Minh Chính sẽ có mặt 3 thành phố, đó là thành phố Francisco ngày hôm qua, San Francisco và thành phố Washington DC và New York. Như chúng tôi đã trình bày lúc ban nãy, để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương nhằm tham dự diễn đoàn doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ về công nghệ và đổi mới sáng tạo thăm cấp tập đoàn lớn, đây là một trong những mục đích và có thể ý nghĩa nhất của ông Phạm Minh Chính, đó là có thể có cơ hội ông gặp gỡ tất cả những tập đoàn của Hoa Kỳ lớn như Nvidia, Meta, Sinospace tại San Francisco và tiếp một số nhà lãnh đạo địa phương. Đây là một trong những cái chuyến đi mà có thể nói rằng chúng ta chờ xem cái kết quả này như thế nào. Vì trước tiên,
thì chúng ta sẽ thấy ông Phạm Minh Chính là một trong những người chính trị qua hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thế giới toàn cầu. Ông đã được đón tiếp một cách rất nồng nhiệt ở tại Anh Quốc. Đến bây giờ thì còn quá sớm để nói đến vai trò của ông Phạm Minh Chính như thế nào qua chuyến đi ở tại Hoa Kỳ kỳ đây. Nhưng đây cũng là một trong những sự kiện để giải tỏa tất cả những cái vấn đề mâu thuẫn mà có thể có nhiều nghi ngờ diễn ra giữa vấn đề liên hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Việt Nam và Hà Nội. Tuy nhiên bên cạnh đó thì những sự đổi mới qua một trong những cái vấn đề mới gọi là đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại những cái kết quả cụ thể như thế nào. Một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là những cái sự kiện vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam có được trân trọng và trang trọng để được bảo vệ một cách toàn diện hay không? Ngay những câu hỏi của tất cả những người mà chúng tôi đã theo dõi ngày hôm qua tại San Francisco thì không có một ai đưa ra về vấn đề sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và một trong những cái điều đó là cái điều kiện tiên quyết và đưa ra bởi một trong những cái gọi là nguyên tắc giữa hai bên bình đẳng với nhau, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Đây là một trong những cái sự có thể nói là thiếu sót của cộng đồng người Việt ở ngoài Bắc, mà trong lúc đó có cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây hay không, hay là do sự chọn lựa của tất cả những nhân viên tổng lãnh sự đối với tất cả những cái sự việc mà có thể nói đề cao cá nhân của ông Phạm Minh Chính quá hay là không. Điều mà chúng ta có thể đặt thẳng với ông Phạm Minh Chính là chúng ta là những người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, liệu ông có đủ thẩm quyền, có đủ tư cách và đủ năng lực để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi mà tất cả những người Việt của chúng ta đang cần đặt để ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng kém may mắn trong cái cuộc gặp gỡ tại San Francisco ngày hôm qua, không có một ai đưa lên một cái lời hỏi như vậy. Và chính xác luôn. Quan tâm đến vấn đề chính, đó là vấn đề lãnh thổ lãnh hải. Mà theo cái bản công bố 9 điểm, điều đó có nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Và hiểu chúng ta sẽ có những cái sự giúp đỡ trong cái kế hoạch chiến lược toàn diện của Hoa Kỳ như thế nào khi một trong những thành phần nào đó, một cái cơ quan nào đó, hoặc một chính phủ hoặc một tổ chức nào đó có những hành động xâm lấn vào quê hương của chúng ta. Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta phải nêu bật qua chuyến đi của ông Phạm Minh Chính. Kể đến bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những sự kiện mà chúng ta cũng đã thấy rằng từ lâu chúng ta đã nói hai quan chức của Mỹ là ông cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, đó là ông Jake Sullivan, đã bí mật gặp Ngoại trưởng Vương Nghị ở châu Âu gần đây. Chắc là ông Vương Nghị bây giờ thì có thể nó quá bận rộn để đi từ chỗ này qua chỗ khác. Và chuyến gặp ở châu Âu lần này là một trong những cái bước tiến quan trọng nhằm phục vụ tất cả các nỗ lực nhằm phục hồi mối quan hệ căng thẳng sâu sắc với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là gì? Ông Sullivan là một trong những cố vấn chính trị cao cấp của Tổng thống Joe Biden và ông Vương Nghị là có thể nói là một trong những nhân vật tiêu biểu cho phía thế giới bên ngoài đối với Trung Quốc ngày hôm nay. Thì hai bên đã có một cuộc gặp gỡ với nhau. Và chắc là quý vị biết cuộc gặp gỡ này là gì? Tại vì ông Joe Biden vẫn mong muốn có một cuộc gặp gỡ ông Tập Cận Bình vào hội nghị G20, nhưng cái sự kiện đó đã không thành đạt. Và tất cả những sự kiện ở trên sân khấu chính trị của Trung Quốc ngày hôm nay cho chúng ta thấy có vâng, nhiều thì phần nói về Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chắc là ông Đoàn Trọng ra đi của hai nhân vật chính, đó là ông Ngoại trưởng Tầm Cường và ông Lý Thiện Phúc. Chắc là quý vị nói Lý Thiện Phúc. Nói về Lý Thượng Phúc thì quý vị thằng hôm qua cái video của thằng Hoàng Duy Hùng này cũng lại nói về ông Lý Thượng Phúc cũng vẫn sai như thường. Tôi tưởng là nói về cải chính nhưng mà vẫn lại là một cái sự hướng dẫn sai. Nó nói thêm chứ không phải nói lại là ấy. Tôi lát nữa về vấn đề Hoàng Duy Hùng chúng ta sẽ nói sau. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài tôi viết chưa xong. Như tôi nói các bạn, mình bỏ viết lâu ngày đó thì cái người ta nói văn ôn thì vũ luyện, võ đó thì mỗi ngày chạy ra cũng ngoài sân thì cũng múa may quay cuồng được 15 phút là thở hồng hộc như là trâu rống. Nó không phải như hồi xưa nữa, mỗi một ngày mình thấy sức khỏe mình nó yếu đi. Thì tôi sắp sửa nói tới cái bài viết thì anh thành ra thì văn thì lâu lắm rồi, mấy năm nay tôi ít viết lắm. Lúc mấy năm đầu đó, khoảng 5 năm đầu đi Việt Nam thì tôi hay viết về những bài chuyến đi Trường Sa, những cảm tưởng của tôi trong những chuyến hải hành rồi những đi thăm những nơi danh lam thắng cảnh của đất nước,
rồi viết về những cái di tích lịch sử hoặc là những cái chuyện là đánh Điện Biên Phủ hay là cách mạng tháng 8 thì tôi viết chăm viết, nhưng bây giờ thì 5 năm nay không viết, thành ra nó cũng lộn đi, thành ra viết một cái bài ngày hôm nay. Thường thường tôi viết một cái bài mà cỡ khoảng chừng dài 3-4 trang tôi viết nhanh lắm, 1-2 tiếng đồng hồ là xong, tối đa là 2 tiếng. Bởi vì hồi xưa đó thằng Nguyễn Quang Trường ở Việt Weekly nó sợ luôn về vấn đề mà tôi viết. Thì Nguyễn Quang Trường nó bảo đó, đưa một chủ đề cho anh Hùng anh viết 2 tiếng đồng hồ sau là có bài viết này, có bài đăng đăng này. Thì tôi xin mời các bạn nói, đây là tôi trả lời chung nhé, trả lời chung luôn cho tất cả những bạn đã đặt câu hỏi về cái chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì 2 ngày vừa rồi tôi có nói sơ qua về vấn đề mà gọi là hình thức, nhưng mà chưa nói hết cũng như nội dung. Thì trong cái phần mà tôi giới thiệu ngày hôm nay đó, Việt Nam không chọn phe mà chỉ chọn lẽ phải. Thế này là thế nào? Việt Nam không chọn phe mà chỉ chọn chính nghĩa. Thì như vậy toàn thể báo chí hải ngoại xem như vứt thùng rác hết. Vì cái like và độc quyền đóng vào ngoặc kép, theo tôi đồng nghĩa với là không có một kênh thứ hai nào tức là được làm lẽ phải, ngoại trừ cái kênh gọi là like độc quyền. Mà like độc quyền là cái gì? Like độc quyền là cái chủ đề của phố Bonsa TV. Phố Bonsa TV đã đưa một cái, đây là cái hình ảnh các bạn nhìn thấy dưới này, để chữ like và độc quyền. Quý vị có thể đi vào trong phố Bonsa TV, dài khoảng 2 tiếng 15 phút 51 giây, thì Vũ Hoàng Lân viết rằng like và độc quyền, đóng mở ngoặc kép chữ độc quyền, 2 chấm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thì đây, khi mà Vũ Hoàng Lân nói rằng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, có nghĩa là Vũ Hoàng Lân xác nhận, theo tôi nghĩ đấy, có thể có thể không, là Vũ Hoàng Lân đã là người có quốc tịch Việt Nam. Vũ Hoàng Lân đã có quốc tịch Việt Nam. Chỉ có những người gọi có quốc tịch Việt Nam mới gọi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Còn không thì ra những người nhà báo hải ngoại như tôi đó thì chỉ gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đó là cái lối mà viết báo. Nếu mà mình không phải là công dân Việt Nam, mình không có quyền gọi ra là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thì theo tôi nghĩ có lẽ là Vũ Hoàng Lân đã là có quốc tịch Việt Nam, thành ra mới mới viết cái tiêu đề như là một người ký giả ở trong nước tháp tùng với lại phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính ra hải ngoại, hay là người ký giả ở trong nước, người ký giả có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ như Vũ Hoàng Lân, là công dân Việt Nam có quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch Việt Nam, thành ra mới gọi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Còn tôi không thể gọi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mà tôi phải gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Phạm Minh Chính, đúng không các bạn? Okay. Vâng, thì đây là cái tiêu đề mà tôi mời. Thì không biết đây là phố Bonsa TV tự gắn, tự phong, hay chính là Tổng lãnh sự San Francisco Hoàng Anh Tuấn, hay là nhà nước Việt Nam,
hay là Ủy ban Người Việt đã cho phép phố Bonsa TV được ghi là độc quyền. Thì ở đây đó, nếu mà phố Bonsa TV đó được độc quyền như vậy thì phố Bonsa TV nói đúng, là sự suy nghĩ của tôi đúng, là Vũ Hoàng Lân là công dân Việt Nam, là người có quốc tịch Việt Nam, thành ra mới chạy cái tiêu đề live về độc quyền Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Và chúng mời các bạn xem cái bài viết. Của tôi ngày hôm nay. Nhận xét của KBC HNTV về chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những dư âm đã qua nhưng tiếng vang mới lại đến. Sau chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến đầu xin lỗi các bạn, tôi vừa viết vừa sửa mấy cái lỗi chính tả, chưa có thể giờ đọc lại nhé. Đầu tháng 9 năm 2023, dư luận đã dấy lên những ý kiến tương phản, kẻ khen người chê. Nhưng không phải là chủ đề của bài viết này. Tôi nhận được rất nhiều tiếng khen cũng như tiếng chê, kể cả những người ông tại sao ông không loan tin. Tôi bảo tôi có loan tin đấy, nhưng mà tôi loan tin ở trong cái phạm vi hạn hẹp mà tôi biết được thế thôi. Hà Dư, em nghĩ tay Vũ Hoàng lần tự sướng chuyên có cái trò đó. Thì điều đó này, anh cứ nghe cái bài viết tôi là phải sẽ thấy. Thì người viết chỉ bàn về cái chuyến đi Mã Quy tức là qua Mỹ đấy. Mã Quy là Mỹ qua, Quy Mã là qua Mỹ. Đúng là chuyến đi Quy Mã chứ không phải chuyến đi Mã. Chuyến đi Quy Mã tức là qua Mỹ, đọc lái ấy. Chứ không bàn về cái chuyện mà chuyến đi Quy Mã tức là Mỹ qua, tức là chuyện ông Biden về chuyện ông Phạm Minh Chính qua đây, mà tôi chỉ bàn về cái chuyện mà hình thức. Thật sự thì người viết cũng không muốn nói về điều này, nhưng mà nếu mà không viết ấy, thì đóng vào một cái chiều này Bích Tuyền thằng Lân Chọc thì cơ hội và thủ đoạn vẻ đẹp cuộc sống, hỏi xin hỏi nhà báo tại sao kênh Son Le TV tiếng nói tự do lại biến mất ạ? Xin cảm ơn nhà báo nhiều. Cái này thì tôi không có quan sát, tôi không biết, nhưng mà chuyện mà bị đóng kênh thì là cái chuyện bình thường thôi, bị báo cáo thì đóng kênh. Nếu bạn nào biết được cái chuyện này thì các bạn biết tôi cũng không có theo dõi Son Li, tại vì mình không có thời giờ. Nếu mà mình tung ra nhiều mà mặt trận quá thì cũng xin lỗi vẻ đẹp cuộc sống nha. Ngay cả ngày hôm nay có một độc giả muốn live stream mà tôi không có thời giờ để lên nói về cái vụ mà con chuột Canada tức là phiêu đồng đó. Thì lát nữa tôi cũng nói sơ sơ về cái chuyện. Thật sự thì nhà báo thì cũng không muốn nói về điều này, nhưng không biết thì chiều nay tức là Việt Nam ấy, sẽ bảo mình ngu, không có sâu sắc là sâu sắc xấu mà viết. Và đám bò đỏ dư luận viên
sẽ súng vào bảo mày hết thời rồi thằng già, ai cho mày về Việt Nam nữa mà về. À, nhưng không phải vì lời ông chính ve này vo ve trên mạng xã hội mà làm tôi khó chịu. Tôi vẫn quan niệm rằng cái mạng xã hội này chỉ là nơi người ta xả những cái bực tức, những bực bội mà không có thuốc sổ để mà giải quyết. Cái mạng xã hội lại càng không phải là cái tòa án nhân dân, một viện kiểm soát, viện kiểm sát. Tôi thì đọc là viện kiểm soát, nhưng mà bên Việt Nam không giải chữ soát nha. Người ta dùng cái viện kiểm sát, sát là giết ấy. Ở Việt Cộng hay thích giết lắm, thành ra viện không có soát, tao không có soát, tao chỉ sát. Viện kiểm soát nhân dân nên không có luật sư nào có giấy phép hành nghề trên mạng để giải quyết vấn đề. Đó là lý do từ lâu nay người viết kệ, ai nói cứ nói, ai chửi cứ chửi, nhưng mà đừng có đi vào trong nhà tôi, bởi vì ở trong nhà tôi, đường nhà tôi thì tôi cứ đi, đi từ nhà đó giống như một con ruồi. Con ruồi ruồi bay thấp thấp bay cao, bay qua qua nhà bếp, bay vào vào cầu tiêu, tình tính tang là tang tính tình. À, nhà tôi đi, đường tôi đi, đứa nào muốn chửi đứa nào nói, như là San Kham này đấy. San Kham mới lên ổi xanh, tôi thấy ổi xanh mới lên một cái video San Kham chửi Nguyễn Phương Hùng. Và một nhà lãnh đạo thuộc hàng lãnh đạo đi, Bộ Ngoại giao San Kham phụ trách về dân tộc thiểu số, tức là vùng cao, lên video bảo thằng Hoàng Duy Hùng vô giáo dục, mà chính ông cũng vô giáo dục, ông cũng đéo ở trong video của ông ấy. Thế thưa hỏi ông San Kham đéo là cái gì? Hay là tại vì ông không biết đéo này nha, ông cứ cho rằng chữ đéo là không phải là vô giáo dục. Chào bạn Thọ Lê. Thì ông chửi thằng Hoàng Duy Hùng mà lại chính cả bản thân ông cũng lại vô giáo dục giống như nó. Tôi đọc tiếp. Câu chuyện của tôi viết thì nó tuy nhỏ nhưng hậu quả ngược lại rất lớn. Tôi không nghĩ đó là chính sách của nhà nước Việt Nam, nhưng không gọi đây là chính sách thật sự. Nhưng vô tình lại là một cái thông điệp ngầm cho báo chí và đại diện Việt Kiều hải ngoại. Thưa các bạn yêu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hãy yêu Việt Nam và Kiều bào cùng những Việt Kiều hải ngoại yêu nước và chống cộng cực đoan. Tôi khẳng định tôi yêu nước Việt Nam. Và tôi vẫn luôn luôn nói một câu: mình không yêu nước mình thì ai yêu nước mình? Không ai yêu nước mình bằng chính người Việt Nam. Đừng để người nước lạ nó yêu nước mình, mệt lắm. Việc mà tôi về Việt Nam cũng là một trong những động thái thúc đẩy chấp nhận sự nguy hiểm nếu có, để nhận lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tháng 9 năm 2011 qua Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm chủ nhiệm trong chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lúc đó chính thức mời. Tôi đã viết rất nhiều cảm tưởng từ 12 năm nay nên tôi không lặp lại cái vấn đề đó mà xin vào chủ đề cái bài viết ngày hôm nay. Trước hết là tôi không hề nhận được bất cứ một thông báo nào, dù bán chính thức, về chuyến đi mã quy, tức là qua Mỹ, của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cho nên từ nội dung đến thành phần nhân sự và cho đến khi xem được video duy nhất của phố Bonsa TV thì mới nhận diện được cái người đại diện nhân dân Việt Nam. Đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện nhân dân, tại vì Thủ tướng là coi về hành chính,
đúng ra thì đại diện ấy, nhân dân là ai? Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trước hết là nói về cái thủ tục, tức là cái protocol, thì chủ tịch nước mới là người đi phó hội. Khi mà Tổng thống Joe Biden đi qua Việt Nam, lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đi gặp một Tổng bí thư không phải là chủ tịch nước. Nhưng mà ai cũng biết ở Việt Nam thì nó cái căn bản đó, hành pháp của nó là căn bản của cái đất nước là Đảng Cộng sản, Tổng bí thư đứng đầu, chủ tịch nước, xong là thủ tướng nước, xong rồi chủ tịch quốc hội. Nhân tiện đây thì hồi chiều có một bạn mới hỏi tôi một câu, ở Việt Nam đang đồn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ là mệt mỏi, thì trong trường hợp đó thì ai sẽ là người thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Thì đây là câu hỏi rất là khó trả lời, nhưng mà tôi cũng trả lời cho anh bạn đó, theo tôi là ông Tô Lâm. Giật mình, Bộ trưởng Tô Lâm. Ủa sao lại ông Tô Lâm? Tô Lâm không có nổi. Tôi kêu, tôi nói rằng anh nhận xét đi, trong cái chuyến đi này đó của ông Phạm Minh Chính ấy, có ông Tô Lâm và ông Tô Ân Sô. Ông Tô Ân Sô là người đã quen biết 6 năm ông làm việc ở Tổng lãnh sự Houston, 3 nhiệm kỳ. Và ông đang là một cái phát ngôn nhân của Bộ Công an. Mặc dù ông đã về hưu nhưng vẫn được lưu nhiệm để làm phát ngôn nhân của Bộ Công an. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái vụ này có liên quan gì tới Bộ Công an trong chuyến đi này của ông Phạm Minh Chính không? Không. Nhưng mà quý vị thấy rằng thời gian sau này đó, ông Tô Lâm được đi xuất ngoại khá nhiều. Thì tôi nói anh bạn, đó là nhận xét của tôi thôi nhé, còn đúng hay sai thì là tùy, không biết là nhé. Thì đây là một hình thức để cho ông Tô Lâm bắt đầu quen với phong thái làm lãnh đạo nếu cần phải đi ra nước ngoài. Lý do thứ hai, ông Phạm Minh Chính là gì? Người có phải gốc công an không? Dạ thưa đúng. Ông Nguyễn Văn Nên là gì? Có phải gốc công an không? Dạ thưa đúng. Ông Phan Văn Mãi là người gì? Có phải gốc công an Tây Ninh không? Dạ thưa đúng. Tại sao kỳ vừa rồi đại hội 13 mình thay nhiều chức vụ mà do toàn là những ông cựu trong ngành công an này cầm đầu? Và tất cả những người cựu này đó, thì bây giờ ông Tô Lâm lên làm Tổng bí thư thì cũng tốt thôi, dễ làm việc. Thì tôi nói là tất cả là vấn đề mình chỉ là suy đoán này các bạn. Thì bạn Sóng Thần, ông bạn nghĩ là có thể bán đúng, mình không có thể mình chắc chắn được. Ông Vương Đình Huệ, ông đang vướng vào cái phốt. Thứ nhất là lương của ông một tháng cả hơn trên dưới 1,000 đô la. Mà ông có tiền cho con gái ông ấy nha, đi học một năm 55,000 Mỹ Kim. Thì không phải ông Vương Đình Huệ mà nhiều người, nó nhất lãnh đạo nào cũng có con đi học ở nước ngoài hết. Nhưng mà người ta nhắm vào ông Vương Đình Huệ là tại vì
tại sao không đi học ở nước khác mà đi học ở Mỹ? Mái gia đình nghe nói chính xác luôn, nhưng làm sao mà cái đó là bổn phận của nhà nước. Mà trong cái bài này tôi viết, tôi có đưa một cái đề xuất. Tôi xin đọc tiếp. À, nó nói kể chuyện chết anh bạn. Thì theo tôi nghĩ rằng á, ông Vương Đình Huệ đồng ý rằng có thực lực, nhưng mà chưa chắc. Quý vị cứ để ý là những người mà sắp sửa được lên á, từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc ông còn làm Phó Thủ tướng, tự nhiên được đi nước ngoài rất nhiều, đi để lấy kinh nghiệm. Vậy thôi. Cái chuyến đi này chẳng có liên quan gì tới ông Tô Lâm. Thì người bạn nói rằng, hôm qua anh nói rằng là ông Tô Lâm đi là tại vì nó có liên quan tới cái vấn đề trao đổi những người tù nhân phải đưa về Việt Nam. Tôi bảo được, đúng, tôi có nói cái chuyện đó. Nhưng mà đâu đến nỗi mà phải vác một ông bộ trưởng đi để qua để mà làm cái thỏa thuận như vậy. Ông Thứ trưởng Bộ Công an đi cũng đủ rồi. Và nếu cần thì chỉ bốc cái điện thoại lên. À, đã thưa Thủ trưởng, đồng chí Tô Lâm, bây giờ bên này thì có một cái điều khúc mắc này này, em không thấy trên bộ đã đề cập tới, cái này hơi đột xuất. Thì hỏi ý kiến của Thủ trưởng là sao? Thì ông Tô Lâm, cái này chắc là cũng hơi gay ạ. Để tôi hỏi Chủ tịch nước là sao? Chủ tịch nước đó, ồ cái này mình cũng chưa nghĩ tới. Để tôi hỏi Tổng Bí thư là sao? Tổng Bí thư, cái chuyện này bắt một mình tôi bắt quyết định hơi khó. Để tôi hỏi Bộ Chính trị đi. Thế là họp mà 19 ông còn lại với nhau. Thì đâu cần phải thấy ông Tô Lâm đi, đúng không các bạn? Công nghệ thông tin bốc cái điện thoại lên, nhìn mặt lẫn nhau, nói chuyện với nhau, dễ quá mà. Hàn Dương này đoán ông Nguyễn Xuân Thắng. À, mình cao độ vậy. Thông tin đó nhà báo lấy ở đâu vậy? Hạt giống đỏ trong chế độ cộng sản, đi để học hỏi cái hay của thế giới cũng là bình thường thôi. Vâng, thì đứng là bình thường, nhưng mà mình suy luận ra thôi, tôi chẳng lấy ở đâu hết, tôi lấy ở trong đầu đấy. Hạt giống đỏ của cộng sản mà nó mọc trong đầu của tôi thì cũng là một cái hay, đúng không? Vâng, Hà Dương. Thì thì tôi nói với anh bạn này như vậy, ông bạn này cái đấy. Thế trong trường hợp mà ông Tổng Bí thư đó Nguyễn Phú Trọng xuống vì sức khỏe này cái gì hay vì lý do gì đó, thì cái người mà ai là người sẽ bổ nhiệm ông Tổng Bí thư? Tức cái đồng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản thì Đảng Cộng sản họ bầu đó, chứ không phải Quốc hội à? Không, Quốc hội chỉ có quyền, Quốc hội chỉ có quyền chấp nhận những chức vụ do dân bầu và gọi là xác nhận. Quốc hội đó, Quốc hội là xác nhận là những chức vụ đó được, xứng đáng được. Thành ra mới có những người mà gọi là không phải là đảng viên cũng ra ứng cử, nếu được đề cử và họ đắc cử. Còn những chức vụ theo Đảng Cộng sản thì tôi không biết. May ra anh Hà Dương đây có thể biết được, hay là anh Sóng Thần có thể biết được. Thì theo tôi là cái mấy ông trong Bộ Chính trị họp nữa,
thì không phải là toàn thể, có thể là toàn thể, có thể là 19, 20 ông gì đó họp lại bầu một ông tổng bí thư, và không cần phải qua thông qua quốc hội. Xong rồi cái thì anh bạn tôi anh bảo cũng có lý lắm. Tôi bảo ơi nha, cái đó là tôi không khẳng định nha, tôi chỉ suy đoán theo cái sự hiểu biết nông cạn của tôi thôi. Không phải là cái gì tôi nói là cũng đúng hết. Hầu như những cái chuyện mà tôi đoán, dự đoán ở Việt Nam, những nhân vật là bị mà đấu tố đó, thì tôi đoán hầu như là đúng 100% luôn. Thế nhưng mà cái vụ này thì hơi khó. Nhưng mà hai lần mà bầu chủ tịch nước với lại thủ tướng là tôi đã đoán rồi. Lần tôi đoán ông Nguyễn Xuân Phúc, thì tôi cũng chỉ đoán qua cái vấn đề mà ông đi. Thì quý vị thấy rằng trước khi đó ông lên làm thủ tướng và đi, tại sao mà ông lại quen được thân với lại ông Donald Trump đến cái mức như vậy? Chẳng qua là ông đi qua lại nghe không? Thì ông vừa lên làm thủ tướng thì ông Donald Trump vừa đắc cử tổng thống. Hai ông gặp nhau ở tòa Bạch Ốc, Việt Nam gọi là Nhà Trắng. Kỵ tiếng Hán Việt này không dùng chữ Bạch Ốc mà giống Nhà Trắng. Hai ông ra ôm chầm lên nhau, mà có bao giờ mà tổng thống Mỹ mà ra tận xe mà mở cửa cho ông Nguyễn Xuân Phúc không? Đây, cho một lãnh đạo của nước khác không? Không có, hoàn toàn không có. Thế mà ông Donald Trump ra tận nơi, còn hai người còn ôm nhau. Thì không phải không biết là có vì cái ôm đó mà bây giờ ông Nguyễn Xuân Phúc phải phải bị miễn nhiệm không? À không, không có giống bên Mỹ đâu. Đảng cử dân bầu và tự ứng cử. Ở bên Mỹ, đảng không có cử ai hết. Nhưng mà anh là đại diện đảng. Thí dụ tôi, đảng không có cử tôi. Đại diện, tôi đại diện. Tôi ra đây tranh cử. Nhưng mà tôi thuộc là thành viên của Đảng Cộng Hòa, chứ không phải Đảng Cộng Hòa đề cử tôi. Không có cái gì nữa. Ở bên Mỹ không phải là đảng cử. Nhưng mà tại vì nó có nhiều đảng lắm nha. Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, rồi Đảng Xanh, rồi Đảng Độc Lập, rồi có nhiều người lại không có đảng nào hết. Nên conservative, không có đảng nào hết. Đấy. Và có những cái chức vụ đó không cần đảng nào hết, cứ ra ứng cử. Thí dụ như là nghị viên, không bắt buộc anh phải là đảng đại diện cho Đảng Cộng Hòa, anh kia đại diện cho Đảng Dân Chủ, không có. Anh Dân Chủ, anh Cộng Hòa không cần biết, anh cứ được dân bầu lên là anh đắc cử. Thì như vậy đâu phải là đảng cử dân bầu đâu. Ở bên Mỹ là đảng không có, chỉ có chức vụ tổng thống thì phải qua một vòng sơ bộ. Thì người nào đã qua vòng sơ bộ thì đại diện cái đảng đó để ra tranh hai ông hay là ba ông hoặc là bốn ông ra tranh chức vụ tổng thống, mà bầu theo chế độ liên danh, tức là ông đó là có phó tổng thống này. Vâng, cảm ơn anh Hà Dương. Thì cái mà cái đảng cử dân bầu ở đây, thí dụ như là bên thượng viện và hạ viện, ngay cả ở bên tiểu bang đó, không bắt buộc anh phải là cái chức vụ đó. Nếu mà ba bốn người ra tranh ấy, không có người nào Đảng Cộng Hòa, toàn là người Dân Chủ, thì người nào đắc cử thì người đó sẽ lên làm hạ là dân biểu. Không có nghĩa là đảng đó đề cử. Tại sao là đảng lại đề cử tới ba bốn người ra tranh nhau một chức? Không có, hoàn toàn không có. Thì ngay cả vấn đề mà bây giờ chọn lựa cái người đại diện đảng đi vào tranh tổng thống đó, dân chúng chọn chứ không phải là đảng chọn. Đảng đâu có chọn đâu. Đảng không chọn ông Donald Trump, hay là ông Đảng Dân Chủ không có chọn ông Joe Biden.
ông Donald Trump ra ứng cử với lại 5-6 người cũng đảng Cộng Hòa mà dân đi bầu và họ bầu cho ông Tổng thống. Họ bầu cho người ra đại diện để lên làm Tổng thống. Thì hai người đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đánh với nhau. Thì cái đó là dân cử và dân bầu, đâu phải đảng một cái đảng cử đó. Bye bye. Trương Bảo Ngọc, không phải mấy ông đi tranh cử làm đại diện ra tranh cử Tổng thống. Đúng, đại diện Đảng Cộng Hòa nhưng mà ai bầu? Các bạn đang nói là đảng cử dân bầu. Đây đảng không cử. Mấy ông là người, tôi là người Đảng Cộng Hòa, ông A người Đảng Cộng Hòa, ông B người Đảng Cộng Hòa, ông C ở Đảng Cộng Hòa, ông 1 là Đảng Dân Chủ, ông 2 Đảng Dân Chủ, ông 3 Đảng Dân Chủ. Tất cả những người đã đi vào trong người dân bầu, đâu phải đảng cử đâu. Đảng đâu có cử mấy ông ra đâu. Tụi tôi chọn mấy ông ấy trong cái vòng sơ bộ. Các bạn không hiểu gì, các bạn đừng có nói. Nhưng mà tại sao lại chửi Mỹ, lại cứ bảo là giống Mỹ? Không, hoàn toàn không có giống. Ở bên Việt Nam, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất được hoạt động và đảng cử dân bầu. Tôi nói thật, không có tự do đâu. Theo tôi nghĩ, đảng cử tức là người của đảng đưa ra. Nếu mà nhiều đảng á thì không nói gì, đáng lẽ có một đảng thì người dân đâu có quyền chọn lựa. Đảng cử dân bầu, các bạn cho tôi biết bạn có quyền chọn lựa đâu. Đảng cử ra thì dân bầu. Giờ có nhiều người đảng cử mà dân bầu lại không, không dân, dân không bầu, thế người thắng cử thì lại bị loại vì lý do này ABC đó. Có không? Dạ thưa có. Ngay cả cái chuyện thằng Nguyễn Quang Trường nó còn mang máy quay phim nó vào trong phòng phiếu, nó quay phim ngay tại chỗ, cái người dân gạch tên ai gạch tên ai, thằng Nguyễn Quang Trường nó quay. Luật ở Việt Nam có cho phép không? Câu trả lời là không. Thế tại sao thằng Nguyễn Quang Trường có quyền quay? Ai trả tiền cho nó để nó vào trong nó quay? Có phải là cái thằng đảng cử đó nó chứ bảo, ê mày tới mày quay cho tao, nếu mà nó bầu, đứa nào mà bầu cái con A hay là thằng B gì đó đó về báo cáo, quay cho tao thì không mang về cho tao. Tao mà đắc cử là chết cha, chết mẹ nha, tôi nói với tao. Vâng đúng, thì trong đảng chọn người chứ không phải là bầu, chọn người ra đại diện đảng để vào tranh chức vụ tổng thống, cái đó thì đúng, nhưng mà vẫn phải không phải là do đảng cử và do dân cử và dân bầu, do những người đó tự ứng cử và dân bầu. Cho tới giờ phút này chưa ai biết ai sẽ là đại diện cho đảng Dân Chủ và ai sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa. Thành ra người ta làm một cuộc thăm dò để cho biết là bây giờ ông Donald Trump ông vẫn vượt qua mấy ông kia, ông được cái là con số rất là cao, 62%. Còn so sánh như ông Donald Trump và ông Joe Biden thì ông Donald Trump thì 44%, ông Biden thì có mới 42%. Ví dụ như vậy, thì những cái con số mà thăm dò đó nó không phải là kết quả chính xác. Bằng chứng là kết quả bầu cử năm 2020 đấy. Ai cũng đoán là ông Donald Trump thắng, mà rốt cuộc bây giờ là ngựa về ngược, ông Joe Biden thắng.
Ông bạn Văn Chương nói rất đúng. Chính xác là ở Việt Nam không có đảng là không có chức vụ gì. Và các vị trí đã được ấn định trước và bầu cử chỉ là một thủ tục hình thức thôi. Tôi đồng ý. Chính xác luôn. Chính xác luôn. Trương Bảo Ngọc đồng ý với Hà Dương. Okay, nhưng mà đó là ngược lại với lại anh Trương Bảo Ngọc lúc nãy nói. Nhưng mà được người ủng hộ, được trong đảng ủng hộ thì là dân chúng đi bầu chứ không phải là đảng nó bầu nha. Chừng nào đảng Cộng Hòa họp nhau bầu đưa ông A ông B gì đó ra đại diện thì mới gọi là đảng cử. Thì qua cái cuộc bầu cử chính thức tháng 11, thứ ba đầu tiên của tháng 11, dân đi bầu cái người mà đảng Cộng Hòa đề cử đó nè, thì mới gọi là cái đảng cử dân bầu. Còn đằng này á, ngay cái vòng sơ bộ đó cũng là dân chọn, dân bầu mà, đảng đâu có bầu, thành ra đảng cử. Đảng không có cử, đảng không có cử ai hết, hoàn toàn khác. Còn cái chuyện bạn Văn Chương nói đó thì có thể là đúng, có thể là sai, tại vì tùy theo người. Người thích cộng sản đó, thì nói, ê, anh nói vậy, bên tôi là đảng cử, đảng chọn người, xong rồi đưa cho vào. Còn những người không thích cộng sản thì sẽ nói đúng như anh Văn Chương này. Tôi biết ông Văn Chương là cộng sản hay không cộng sản tôi không biết, nhưng mà tôi thì tôi đồng ý với ông Văn Chương ở cái điều đó. Nhưng mà tại vì họ không nói, không muốn nói đấy. Vâng, tôi đọc tiếp cái bài của tôi. Chà, bữa nay cái chuyện Hoàng Duy Hùng chắc không có thì giờ nói. Thế bây giờ thì nói về cái vấn đề, nói tiếp. Vậy thì đi đại diện ở trong Liên Hiệp Quốc, chủ tịch nước là người lãnh đạo chính thức cho quốc gia, là khuôn mặt của quốc gia để tham dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Những quốc gia mà thuộc chế độ quân chủ lập hiến, nhất là nằm trong khối Liên Hiệp Anh, tức là những thuộc địa của Anh bây giờ trở thành cái Liên Hiệp Anh, như là nước Úc, nước Thái Lan, nước Hà Lan, vân vân vân. Thì những nước đó các bạn biết họ lái xe bên tay phải không? Đi ngược lại chúng ta hết. Singapore này kia này, thì đa số những nước đó đó thì họ không có tổng thống, không có chủ tịch nước như bên nước Cộng hòa xã hội, như là thủ tướng Úc không có tổng thống Úc. Bên Thái Lan có quốc vương, dưới ai điều hành chính phủ, thủ tướng, thì thủ tướng là người thay mặt luôn quốc vương đi ra đi tham dự. Vâng, thưa anh Trọng Thần, đảng có trí tuệ nên cử cho dân bầu là hợp lý, vì quá trình phấn đấu để được đảng cử đã tỏ ra trình độ của người đó rồi. Vâng, đó tôi thấy trình độ nhất là ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bây giờ đang bị trên mạng tấn công tơi bời tưng bừng hoa lá. Đầu tiên là tháng trước ông đón Thủ tướng Ma Lai nữa. Ông đi trên thảm đỏ trong khi khách này đi ra ngoài thảm đỏ, đi bệ vệ ông như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thằng hám danh. Tôi gọi đó là người rừng về thành phố đấy, tôi gọi nó đấy. Một thằng cái là làm cái Bộ trưởng Bộ Văn hóa mà lại vô văn hóa đến cái mức như vậy. Đấy, đảng cử đấy. Thì chức vụ đó thì chắc chắn là không phải dân bầu này. Mà cái đó là đề cử. Chức vụ đó là không phải dân bầu.
Dân bầu chỉ bầu người và đại diện vào quốc hội thôi, chứ đâu có dân bầu tất cả thành phần chính phủ này đâu phải là đấy. Chỉ đưa lên trên quốc hội để chấp thuận. Dân chỉ đi bầu quốc đại biểu quốc hội. Bởi vậy người ta mới không gọi giữ quốc hội, mà người ta gọi là đại biểu nhân dân. Quý vị lên tòa nhà quốc hội ở Hà Nội đi, đối diện Lăng Ba Đình nhé. Đại biểu, tòa nhà đại biểu nhân dân, không phải chữ quốc hội, không dùng chữ quốc hội. Cảm ơn anh Hà Dương. Bữa nay mình không có bàn về những cái vấn đề đó, bây giờ tự nhiên các bạn đưa vào những cái đề tài nó cũng rất là hấp dẫn. Không phải ông bộ trưởng đó, mà bây giờ quý vị thấy rằng ông Trương Hòa Bình với lại ông Nguyễn Hòa Bình, ông nói cái gì vụ Hồ Duy Hải không? Ông bảo tang vật là cái con dao và cái thớt thì đã bị thủ tiêu rồi. Bây giờ người ta đưa một cái con dao và cái thớt mới thì tôi sẽ hỏi ông thẩm phán, ông viện trưởng viện kiểm soát nhân dân ơi, khi mà đưa một cái tang vật khác vào đó thay thế đó thì nó được là gọi là chứng cớ được xác thực hay không? Ngay cả một cái video người ta cắt đoạn ra đó cũng không được tòa chấp nhận. Bạn có quyền đưa cả nguyên một cái video dài 2-3 tiếng đồng hồ không cần biết, nhưng mà bạn cho biết là ở phút thứ mấy tới phút thứ mấy. Còn bạn cắt ra một đoạn nè 5 phút thôi, tòa cũng không chấp nhận. Đó là cái video. Tôi nói thẳng ra nữa, chẳng qua ở bên Việt Nam, nếu mà bạn không phải là ba đời cách mạng và không phải là công thần cách mạng thì bạn không có cơ hội được ngồi trong đó. Các bạn nhìn lại đi, thằng Nguyễn Công Khế này nó chỉ làm tổng biên tập của tờ báo Thanh Niên, bây giờ 4 cái nhà, một cái nhà nào 2 triệu bạc ấy. Chửi Mỹ, chống Mỹ, cứu nước, thế mà bây giờ đi qua đây mua 4 cái nhà đóng thuế cho Mỹ hàng năm, 4 cái nhà 2 triệu thì quý vị một năm nó đóng cho cái đế quốc Mỹ bao nhiêu tiền không? Đúng như vậy đó, sóng thần nói đó. Một con sâu có thể làm trong bất kỳ một nồi canh nào ở trên thế giới này, tôi rất đồng ý. Nhưng mà không có thế giới, trên thế giới này không có một cái bát canh nào như ở Việt Nam mà nó nhiều sâu đến nỗi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra tay, mà đến nỗi ông viện trưởng viện kiểm soát nhân dân, bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hòa Bình phải nói câu rằng nếu mà hở một tí, mà kỷ luật hở một tí là sa thải, thì lấy đâu người làm việc đấy. Thì bây giờ các bạn lấy ba đời cách mạng nha, 48 năm nay còn cách mạng không? Không. Vậy thì mai mốt sẽ là tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn đi mua bằng à? Không, Bích Truyền, tôi chỉ nói bằng cái công tâm của tôi. Có nhiều người biết như tôi nhưng mà họ không dám nói. Cũng như trong cộng đồng này, rất nhiều chuyện bơi bối cộng đồng này có ai nói như tôi. Tôi vạch trần ra hết bởi cái bản tính của tôi này. Tôi người Bắc Giang. Ít nhiều tôi có dòng máu Hoàng Hoa Thám, ông cậu tôi là Hoàng Văn Quang. Người Nùng đấy, người Tây ở Bắc Giang. Bữa nay có nhiều bạn tự nhiên ở dưới mà không có lê mà tự nhiên nhảy vào nhiều nha. Nam Phụng thiếu dao thiếu thớt thì đi mua là đủ đấy, họ đi mua và họ thay thế đó. Và đó là lý do tại sao mà bây giờ đó là Hồ Duy Hải vẫn chưa xử được, là bởi vì thằng thủ phạm của mà giết hai cái cô gái đó không phải là Hồ Duy Hải,
mà cái chiếc xe mà gắn máy mà Hồ Duy Hải lái nó khác màu, nó không phải là cái màu của thủ phạm kia. Cái người giết người là con của là cháu của bà à gì quên mất đấy, tự nhiên quên mất tên họ. À bên Ukraine là về tội tham nhũng đấy anh, tội tham nhũng 6 người luôn. Tôi nói tiếp thì chủ theo cái protocol thì chủ tịch nước là người đại diện cho nước, vậy thì thủ tướng Phạm Minh Chính phó hội như thế nào, có phải đúng thủ tục và mục đích chính là tham dự hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không? Tôi biết chuyến đi của ông có rất nhiều chuyện để nên hợp thức hóa cái vấn đề mà bữa trước ông Joe Biden qua, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Thì đáng nhẽ như vậy, khi mà Tổng thống Hoa Kỳ họ đi như vậy thì ông Võ Văn Thưởng phải qua để hợp thức hóa chứ. Tại vì Tổng thống Hoa Kỳ chỉ mới nói chuyện với Tổng Bí Thư, chưa nói chuyện với Chủ tịch nước. Mà tôi thì không thấy một văn thư nào của trong nhà nước đưa ra. Thông thường thì tôi vẫn hay nhận được văn thư. Thời gian sau này, cứ khoảng 2 năm sau này, nói chung là từ hồi mà ông Hoàng Anh Tuấn qua là tôi hết. Không thấy một văn thư nào nói rằng á là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chủ tịch nước đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi tham dự, đi Mỹ trong 6 ngày để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và đồng thời trong chuyến này, nhân dịp này thì Thủ tướng sẽ cũng sẽ thế này thế kia, thế ABC rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Nếu có văn thư như vậy không sao hết. Hoặc là Chủ tịch nước bệnh đang chữa trị thì ông Thủ tướng thay thế được. Còn đằng này tự nhiên khi không cử ông Thủ tướng mà không thấy một lời giải thích nào. Còn nói rằng là ở nước khác họ có thủ tướng, họ cử thủ tướng đi là tại vì họ không có tổng thống, họ không có chủ tịch nước. Ở nước tự do thì nó không có chủ tịch, nó chỉ có tổng thống đó. Chỉ những nước cộng sản hoặc là xã hội thì mới có chủ tịch đó. Bởi vậy ông Putin ông ghét cái chữ chủ tịch lắm. Ông dẹp luôn cái đảng cộng sản để ông được làm tổng thống Putin. Bích Tuyền nói bên đó nói thì Việt Cộng nó sẽ gông cổ lại. À thì nhà Bích Tuyền là người ở cộng đồng này, người ở hải ngoại, nói cho đúng. Tôi gắn clê cho nick Bích Tuyền tại vì bà có cái lối viết không quá cay cú và không quá tiêu cực về Cộng sản Việt Nam. Tôi thích những người như vậy. Bạn có quyền nói lên tư tưởng của bạn, nhưng mà đừng có lên trên này chửi Cộng sản thế này, chửi Cộng sản thế kia. Tôi về Việt Nam 30 lần. Họ không đến nỗi tệ như là chúng ta ở đây đâu. Nói về họ, họ không tệ đến nỗi đâu. Quá khứ thì có thể là trước 30 tháng 4 năm 75 mới có. Sau 30 tháng 4 75 họ cũng có nhiều người tài nhé. Ông Võ Văn Thưởng cũng học ở bên Mỹ nhé, tốt nghiệp Harvard nhé, không phải. Thí dụ như là cái bạn không biết, bạn Tâm Minh bây giờ không biết đi đâu mất tiêu ấy, thì bạn nó thì hơi cực đoan. Nhưng mà tôi cũng không xóa, không biết bạn chắc là chán mỗi lần bạn. Và mỗi lần bạn viết về bên Cộng sản, bạn chửi nặng nề lắm, cứ bị tôi chỉnh ngoài.
Còn Bích Tuyền thì tương đối thì chống cộng sản, nhưng mà không biết. Chủ trương của tôi là hai chiều, mình tôn trọng hai chiều, mình đừng có xuyên tạc như là thằng Hoàng Duy Hùng. Đấy. Nó xuyên giặc một cách trắng trợn luôn. Trời ơi, cái bài tôi còn dài lắm mà bây giờ tôi mới đọc tới đây thì chết rồi. Tôi đọc tiếp. Thì trong cái chuyến đi đó như vậy thì mới chính là được đọc diễn văn ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì bây giờ vua, nước nào có vua có nữ hoàng đó, thì họ chỉ có thủ tướng. Mà vua và nữ hoàng thì không đại diện cho đất nước, chỉ là biểu tượng của cái đất nước đó thôi, một cái hình thức. Thế nhưng mà bên Thái Lan, quý vị mà chửi vua đó giống như là bên Việt Nam bây giờ, tử hình luôn đấy chứ đừng có nói. Bên Thái Lan rất là khắt khe, tử hình luôn. Thì với những nước đó thì là thủ tướng đi tham dự là tự nhiên rồi. Thế nhưng mà nếu Việt Nam ra thông báo như tôi nói đó, thì thủ tướng Phạm Minh Chính ấy, thay mặt chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thì nó danh chánh ngôn thuận, chẳng có gì mà phải thắc mắc. Thì thật sự tôi chỉ đưa ra cái vấn đề này vì tôi không có thông tin. Được. Là sẽ đi như này và bao nhiêu người nữa, tới ngày hôm nay tôi mới biết được. Tới ngày hôm nay mới tiết lộ được danh sách của phái đoàn. Thì lúc nãy có bạn hỏi là những người tham dự ở trong cái cận. Thì lát nữa tôi sẽ nói như thế này. Tôi chỉ đưa ra sự kiện. Đấy. Thế còn vấn đề mà tôi chỉ biết rằng á, là cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cuộc họp của Liên Hiệp Quốc dành cho lãnh đạo của các quốc gia thành viên hàng năm. Nhưng không phải ai cũng được lên nói ở trong đó. Thì có một dư luận trái chiều ngày hôm nay cũng có tranh luận với tôi. Thì nói rằng là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng không đi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vì đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine là Zelensky đã được mời được phát biểu tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Quý vị nhớ lần trước năm 2022 không? Ông Zelensky cũng được phát biểu sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lại, đồng ý cho ông phát biểu, nhưng phát biểu qua hệ thống truyền hình, tức là qua online. Ông nói từ bên trong nước chứ ông không có được tới tham dự. Lần này ông có mặt ở trong đó. Thì có thể rằng á, anh bạn nó nói rằng có thể rằng á, là Việt Nam ngại ông Võ Văn Thưởng tới đó mà lại đụng đầu với ông Tổng thống Ukraine. Thì rồi lại nhớ nhiều khi trong Đại hội đồng có một những quyết định về giữa Ukraine và Nga nữa, thì thành ra không đưa ông Võ Văn Thưởng đi mà đưa ông Võ Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính thì có lấy lý do rằng tôi là thủ tướng, để tôi chỉ có công việc của chính phủ thôi chứ tôi không có việc của quốc gia, thành ra tôi không biết là chủ tịch nước là có đồng ý hay không, thành ra bỏ phiếu trắng. Thì tôi nói ông bạn đó, tôi bảo thôi bạn ơi, đây không phải lần đầu tiên, nếu mà bỏ phiếu trắng không phải lần đầu tiên mà bỏ phiếu trắng. Cái vụ Nga này thì Việt Nam đã bỏ phiếu trắng rồi. Lần thứ nhất thì Việt Nam thì bênh Nga thì bỏ phiếu ủng hộ Nga. Bây giờ thì là bỏ phiếu trắng. Thì bây giờ nữa thì dù ông Thưởng hay là ông Phạm Minh Chính thì vẫn bỏ phiếu trắng thôi. Tại vì Việt Nam không có chọn phe, chỉ chọn cái là lẽ phải. Nhưng mà tôi thì không đồng ý, nhưng mà tôi thì cũng vẫn là một yếu tố khả thi, tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. Chưa hết,
Bất ngờ ngày hôm nay, hệ thống VOA của Hoa Kỳ đã loan tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi tiếp xúc với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Giật mình luôn. Cái điều đó tôi không biết, không ai biết hết. Và trong báo trong nước bữa nay cũng rầm rộ đưa cái tin đó lên. Đây là một cái tin lớn, bởi vì Phó Tổng thống cũng như là Tổng thống thôi. Khi mà Tổng thống mà chết hay là vì bị truất phế hay là vì lý do gì không thể điều hành được thì Phó Tổng thống lên thay. Mà Phó Tổng thống để mà gặp ông Thủ tướng thì nó là giống như đôi đũa lệch, không cần thiết lắm. Và cái này tôi nghĩ rằng là đột xuất chứ không phải là có trong chương trình. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là dù có trong chương trình thì ông Phạm Minh Chính vẫn đi. Là bởi vì người ta đang chuẩn bị chức vụ cho ông Phạm Minh Chính. Như là tôi nói ông Võ Văn Thưởng có thể lên làm Tổng Bí Thư hoặc là ông Tô Lâm. Quý vị nhớ là thời gian gần đây nhé, ông nào đi nước ngoài nhiều nhất không phải Võ Văn Thưởng, chính ông Phạm Minh Chính. Mấy kỳ họp vừa rồi này ở Đông Nam Á này, kiểu mấy cái hợp tác chiến lược này, chiến lược kia đều ông Phạm Minh Chính đi hết. Tôi thấy ngạc nhiên lắm. Ông Phạm Minh Chính là người coi về cái bộ máy của chính quyền này, điều hành các bộ. Ông đâu có cái đại diện cho quốc gia. Thì chẳng qua là họ cho ông đi để mà tập sự, thay giống như ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Ông Xuân, trong số các ông lãnh đạo ở Việt Nam đó, phải nói là ông Phúc là người phát biểu dở nhất trong số tất cả các ông. Và công nhận là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rất là hay. Tôi đọc tiếp. Thì nhưng mà cái việc mà gặp được mà Phó Tổng thống ấy, thì tôi không hiểu nó là sẽ là cái chuyện gì, nhưng mà chắc chắn đó là những cái vấn đề có liên quan tới cái đối tác chiến lược toàn diện mà Tổng thống Joe Biden đã nói. Thì lần này lẽ nhiên Tổng thống Joe Biden không ra tiếp Thủ tướng được. Nếu mà ông Võ Văn Thưởng nó đi đó thì có thể ông Joe Biden sẽ tới tiếp, sẽ đón tiếp. Nhưng mà tại vì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thành ra ông để cho bà Phó Tổng thống đón. Thì Phó Tổng thống sẽ xác nhận với lại ông Phạm Minh Chính rằng những cái gì mà Tổng thống Joe Biden nói, ký hứa với lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà sẽ tái xác nhận cái chuyện đó. Thì những cái, trong cái chương trình này đấy, quý vị thấy là tại sao là Bộ trưởng 4T mà Nguyễn Mạnh Hùng có mặt? Trong cái đối tác chiến lược toàn diện này có một cái bộ phận mà người ta né tránh không muốn nói tới. Đó là cyber security, tức là an ninh mạng. Thì cái an ninh mạng này đó, cơ quan của Nguyễn Thanh Tú đã có làm việc ở Việt Nam khoảng 5 năm nay. 5 năm nay huấn luyện cho các công nghệ thông tin bên ngành công an với lại ngành quân đội, lực lượng vũ trang 47. Chắc chắn là sẽ có những cái hiệp ước. Mà một trong những cái hiệp ước đó là vệ tinh sẽ được gửi lên trên Thái Bình Dương. Các bạn tin tôi đi, sẽ có ít nhất là 10 vệ tinh sẽ bao phủ cái vùng từ Nhật Bản qua bên Ấn Độ. Và ở Ấn Độ đó, vệ tinh có thể quan sát luôn cả bên Trung Quốc và bên nước Nga luôn. Chính xác luôn à chứ. Tôi thấy rằng á,
Ngày xưa đó Việt Nam Cộng Hòa là ở một cái gọi là đồng minh. Đồng minh là tức là mình cùng với nhau, cùng một phe với nhau. Còn bên này đó, cái cấp thấp hơn nhưng mà là cao nhất dưới đồng minh, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Thành như Việt Nam không chọn phe, Việt Nam chỉ chọn chính nghĩa. Việt Nam không làm đồng minh với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam vẫn là những người hợp tác cho những cái chiến dịch chung về hòa bình của thế giới. Thành ra cái vấn đề này nó sẽ có lợi rất nhiều. Việt Nam sẽ được hưởng lợi về vấn đề vũ khí. Quý vị chờ đi. Chờ đi ông Phạm Minh Chính nhé. Vài ngày nữa sẽ có tin vui về vấn đề vũ khí cho cả. Vấn đề kinh tế. Hôm nọ tờ báo như VOA hay tờ báo gì tôi không nhớ, hay là RF nói rằng đó, trong cái bài viết, trong cái bài nói chuyện của ông Joe Biden có nhắc tới là cái xe hơi điện của VinFast. Nhưng cái đó là một cái tin buồn. Hiện tại bên nước Mỹ đang thảo luận về vấn đề vì cái môi trường xanh, xe điện đang làm cho một số đất đai của bên Mỹ bị khan hiếm nước. Nước Mỹ sẽ đi vào khủng hoảng là bị đất khô cằn, hạn hán, sông ngòi sẽ bị vì xe ô tô điện. Tờ báo ngày hôm nay mới viết ở New York Times. Họ không nói về hãng nào hết á, không nói hãng nào, nói chung về xe ô tô điện. Nhân tiện nói ra các bạn nghe, thì ngày hôm nay xăng lên, xăng nước Mỹ lên giá gần $1 một gallon. Một gallon là khoảng chừng 4 lít ở Việt Nam. Thì cho là một đô la đi. Mới tuần trước là 4 đô la 69 sen, bữa nay $5.49. $1 tăng lên $1, tức là mỗi một gallon, mỗi một lít là tăng lên 25 sen. Thì theo tôi, nếu mà có lợi nhiều hơn nữa cho phía Việt Nam, không phải là không phải là Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ, mà người đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay là Phó Chủ tịch nước thay thế cho ông Chủ tịch nước. Tại sao ông Chủ tịch nước không đi mà Phó Chủ tịch nước không được thay thế? Tại vì hai người Phó Chủ tịch nước bây giờ hiện tại tôi nghĩ rằng không có đủ tầm để làm là Chủ tịch nước này. Chào bạn Thái Bình. Không, vẫn có vấn đề chính trị trong đó bạn Vũ Tiến, nhưng mà mục đích của họ chính là vấn đề kinh tế. Mỹ là chỉ có tiền, mà Việt Nam thì lại cần kiếm tiền, thành ra vấn đề có qua có lại. Bạn nói gì, hôm nhà báo nói gì à, chửi đỗ nó mình cháu chết cười luôn. À, có nghe à? Tính tôi như vậy, tôi chửi thẳng á, tôi không có nể nang gì hết. Bởi vì tôi không có chửi bậy. Thế bây giờ trở lại cái live độc quyền video của Phố Buôn Sa TV. Thì tôi thấy cái chủ đề này nó nhỏ thôi, nhưng nó để lại một hậu quả rất lớn, ảnh hưởng không ít với tinh thần nghị quyết 36. Thằng Hoàng Như Hùng mà nó chửi Việt Tân, nó có dám chửi Việt Tân như tôi chửi không? Là tôi đã từng ngồi ăn với lại Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Lân.
nói về báo chí, à Hoàng Cơ Long, xin lỗi. Ông đại tá Hoàng Cơ Long đừng chết à. Thì tôi xin hỏi, cái tiêu đề này thứ nhất là cường điệu khoe khoang của Vũ Hoàng Lân, hoặc là hai, được phép tổng lãnh sự sang Francisco Hoàng Anh Tuấn, hoặc là thứ ba, được phép của Ủy ban Người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài trong nước, thứ tư hay là được phép của chính phủ Phạm Minh Chính. Vì vấn đề cường điệu đó thì đây phải không phải lần đầu tiên Vũ Hoàng Lân khoe độc quyền, mà trước đây đó Vũ Hoàng Lân nhiều lần khoe độc quyền rồi. Nhưng mà cái chuyện nhỏ tôi không nhắc, nhưng mà cái chuyện mà đại sứ Nguyễn Quốc Cường đó đến San Francisco năm 2018 cũng đã dành cho Vũ Hoàng Lân một buổi phỏng vấn đặc độc quyền tại văn phòng tổng lãnh sự San Francisco, nhân dịp ông đi họp ở bên Washington DC và trên đường về ghé qua San Francisco cho một cái buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp, giống như là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chỉ mời duy nhất phố Volta TV lên thì hai người phản đối lúc đó, ba người này hình như có Đoàn Trọng, nhưng mà nửa vòng trái đất TV Derek Phạm là nói mạnh nhất. Tôi thì cũng phản đối nhưng mà tôi nói nhẹ nhàng, và tôi chụp hình đại sứ Nguyễn Quốc Cường chụp hình chung với lại thằng Nguyễn Quang Trường và thằng Trần Nhật Phong. Tôi bảo khi mà ông Nguyễn Quốc Cường mà qua đây mà chụp hình chung với hai thằng này đó, xong game. Điều đó chứng tỏ rằng đó, ông chẳng biết cái gì hết. Ông tiếp xúc với những cái thành phần mà chống đối chính phủ mà ông không biết. Một thằng Nguyễn Quang Trường thì vẽ 365 bức ký họa chửi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Thằng Trần Nhật Phong thì viết 3 bài báo chửi nhà nước Việt Nam. Sau khi mà nó xin với Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hồng $200,000 để làm cái gọi là VOIP, VOIP tức là một cái đài truyền hình online, nhà nước không cho. Thế là quay lại nó chửi ngay lập tức. Nhà nước lại không lý, lại thích chơi với những trò, những cái thằng mà ăn cháo đá bát như vậy. Thì Vũ Hoàng Lân nói rằng độc quyền phỏng vấn Tổng lãnh sự Nguyễn Quốc Cường. Thì nhân viên ở trên đó gọi điện thoại giải thích với tôi, giải thích với lại Derek Phạm với lại Đoàn Trọng sao thì tôi không biết. Nhưng mà giải thích với tôi nói rằng đây là cuộc phỏng vấn được tiếp nối khi mà anh Vũ Hoàng Lân có đi về tham dự APEC 2017 đó, có phỏng vấn đại sứ Nguyễn Quốc Cường, nhưng mà vì thời giờ eo hẹp thành ra còn câu hỏi mà đại sứ chưa trả lời thành bữa nay mới hẹn anh Lân lên. Tôi bảo không, nếu mà không giải thích thì tôi không giận, nhưng mà nếu mà giải thích ấy, thì tôi lại giận thêm nữa, tôi giận gấp đôi. Là bởi vì tôi coi cái video mà Vũ Hoàng Lân phỏng vấn không có gì liên quan tới APEC 17 hết. Những cái câu hỏi đó là nó nói chung về cộng đồng hải ngoại mà. Cảm ơn Thái Bình. Tôi hôm đó tôi bênh vực rõ ràng ở Việt Nam, rõ ràng ấy. Nhân quyền ấy. Không nhân quyền mà, bởi Bác Hồ đã nói rằng công an là bạn dân, công an từ dân mà ra. Ông Trung tướng Trịnh Lương Nghi nói sai, Trung tướng lệnh Trịnh Lương Nghi nói là các con tôi toàn là sĩ quan cấp tá ở trong quân đội và trong công an. Thế trước khi ông thế như vậy không có đứa nào là dân hết.
Trong khi Bác Hồ nói là công an từ dân mà ra. Thế quân đội bảo vệ dân hay là bảo vệ ai? Mà ông Trịnh Lương Hy, ông trung tướng công an Trịnh Lương Hy lại nói một cách sắc mé: các con tôi đều là sĩ quan cấp tá ở trong quân đội hay trong công an, không có đứa nào là dân hết. Thế trước khi nó lên thiếu tá, lên thượng tá, lên đại tá thì nó là có phải là dân không? Không lý nó nhảy vào trong, nó nhảy lên đại tá hay là thượng tá liền à? Thì tôi nói rõ ràng, Việt Nam mà người dân mà cãi nhau với công an như vậy, cảnh sát nó bắn lên ở bên Mỹ này, nó bắn ngay lập tức. Tôi đọc tiếp. Ở tối nay là chắc không nói về vụ Hoàng Duy Hùng nữa. Thì trong cái buổi phỏng vấn đó thì tôi nói xong hết rồi. Okay. Vậy thì không lẽ Vũ Hoàng Lân lại xem thường Tổng lãnh sự Phan Văn Chí Cô để mà cường điệu một cái tiêu đề lên là live độc quyền, mà lại còn xưng là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính? Tức là nó coi như là ông Phạm Minh Chính là thủ tướng của Vũ Hoàng Lân rồi, tức là Vũ Hoàng Lân là người Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, mang thêm một quốc tịch thứ hai nữa là quốc tịch Mỹ. Đúng không các bạn? Thì đó, tôi căn cứ theo cái tiêu đề của nó chứ không thể cường điệu được. Không có cường điệu ở trong này. Tôi mong rằng Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn có một câu giải thích. Nếu không thì là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là bên văn phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính xác nhận không? Vấn đề cường điệu đây có thể rằng là thằng Vũ Hoàng Lân nó nhìn quanh nhìn lại. Ủa? Sao lại có? Thằng Nửa Vòng Trái Đất TV có thiệp mà. Bữa nọ là live stream các bạn nghe đấy. Nửa Vòng Trái Đất TV nói với tôi có thiệp mà. Thì ngày hôm qua tôi nói chuyện với một số báo chí ở đây, không có ai nhận được một thiệp mời nào hết. Vũ Hoàng Lân nhận được thiệp mời. Thì những cái lý do như là 2, 3, 4 tôi mới nói ở trên đó, thì là Tổng lãnh sự, Ủy ban Nhà nước và Chính phủ Phạm Minh Chính nên có lời giải thích. Nếu mà Vũ Hoàng Lân không cường điệu, Vũ Hoàng Lân xác nhận rằng nó được quyền làm như vậy, chứ không phải tại vì nó nhìn có mình nói là nó nói nó độc quyền. Thì trên sân khấu đó, sau lưng của Thủ tướng, quý vị thấy rằng có một cái banner, tức là cái băng rôn đó. Cái biểu ngữ đề là gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thì đây trả lời cho các bạn ở trên đó là có những ai. Thì những người mà thường xuyên đi họp, một người mà đóng góp rất nhiều cho Ủy ban người Việt, tức là anh Nguyễn Công Chánh. Hôm nọ tôi là tôi nói ông Nguyễn Cao Chánh, làm ông Nguyễn Cao Chánh, ông gọi ông phàn nàn tôi Nguyễn Công Chánh. Thì anh Nguyễn Công Chánh á, ở trên San Francisco, anh ở ngoài vịnh San Francisco. Thì từ anh ấy đi vào trong thành phố cũng mất khoảng chừng 25 phút. Nhà anh biệt lập nguyên một cái đồi, tức là một đại gia giàu lắm. Anh cũng đã từng bảo trợ cho những chuyến đi của các nhà báo, đó là tôi với Vũ Hoàng Lân với lại Nguyễn Quang Trường vào Việt Nam, không phải một lần mà nhiều lần. Thì không có mặt anh. Và trước đó thì tôi đã nghe những lời than phiền của anh ấy về sự đối xử của ông Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn. Rồi giáo sư Phan Đình Ly, Phạm Đình Ly ở đây này, dưới Irvine này, một người cũng đóng góp rất nhiều. Ông đã từng đầu tư vào hãng sữa tươi ở Việt Nam đấy. Thì bây giờ cũng bị thất sủng.
cũng bị loại nha, không được mời luôn. Vâng, chào Hoàng Phương Vi, cũng lại một người không có clê. Cảm ơn tất cả các bạn mới và ngày hôm nay không có clê, tức là không thường xuyên theo dõi các bạn hải ngoại. Có thể là bạn là những người mới, có thể bạn là người ở trong nước, có thể bạn là người ở hải ngoại, thì ở đâu tôi không cần biết, chính kiến của các bạn không, tôi cũng không cần biết, miễn sao các bạn đừng có quá tiêu cực. Nếu mà muốn chê nhà nước Việt Nam thì tìm những cái điểm giống như tôi đó, mình chê, chê cho đúng, đừng có bịa đặt ra như thằng Hoàng Duy Hùng. Nó bảo ông tính ông thượng tướng Lý Thường Phúc vậy đó, bỏ ngang cái bàn họp đi ra về, có họp đâu mà bỏ. Nó bịa đặt, nó nhục mạ nhà nước Việt Nam. À, cái chuyện nó không có đề cập đến ngày hôm nay tại vì sắp sửa hết giờ mà cái bài của tôi vẫn chế. Bà Phương Hằng là ngày 21 đấy, thì ông Nam Quan thì ông Nam Cam thì ông chết rồi. Có thì tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi đã gặp Nam Cam ở đây và tôi khuyên Nam Cam trở về. Thế tôi là người khuyên Nam Cam trở về và tôi hối hận cái chuyện đó. Tôi nghĩ nhà nước khoan hồng, ai ngờ Nam Cam về bị chết. Nam Cam ở đây là tính trốn ở lại. Cái người muốn bảo trợ Nam Cam lúc đó là ca sĩ Phương Hồng Quế. Thì cái băng rôn đề chữ rằng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng cái băng rôn đó là sai. Thì tôi hỏi rằng nhà nước Việt Nam định nghĩa thế nào là cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ? Ai là người cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ? Có một ban đại diện cộng đồng nào đã được giấy mời hay không? Không. Ngay cả báo chí như tôi cũng không nhận được thiệp mời. Tất cả các nhà báo chúng tôi họp, chúng tôi gọi điện thoại, tôi hỏi không có ai nhận được thiệp mời. Mà chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Luân là độc quyền, live độc quyền. Thì có nghĩa rằng nhà nước cho phép Vũ Hoàng Luân là người có quốc tịch Việt Nam. Vũ Hoàng Luân nó kín đáo lắm, nó không khoe đâu. Nhưng mà qua cái câu nói là khi nó viết là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thì câu đó xác nhận rằng đó là người dân Việt Nam gọi là Thủ tướng Chính phủ. Người hải ngoại không gọi ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ, mà gọi là Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhất là những người mà chống cộng thì họ đâu có công nhận là chính thể cộng sản đâu. Thành ra họ đâu có dùng cái chữ như vậy. Thì cũng trong cái video live độc quyền đó của Phố Bonsa TV, thì tác giả không thấy tất cả những người đang ở đó là ai đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Chỉ là những đại diện của các nhóm người Việt Nam trong nước đang cư ngụ tại Hoa Kỳ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tại sao vậy? Tại vì nghe cái giọng nói quý vị biết là người trong nước hay là người Việt Nam 1975. Như đại diện em sinh viên, đại diện sinh viên lên phát biểu, rõ ràng giọng người Hà Tĩnh. Rồi một ông gì đó giọng Hải Phòng. Những người đó không thể nào là đại diện cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại được. Có một người là ông Nguyễn Ngọc Tài, tôi hay gọi ông Tài Hói. Ông mang chức vụ lớn lắm nha. Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng mà cái thằng này thì rất là chết nhát. Nó ở gần nhà tôi đấy, cách đây khoảng 1 cây số. Nếu mà đi bộ exercise thì cũng tới được.
đi thể dục, đi bộ thì cũng tới, đi xe này chưa đầy 5 phút. À đúng rồi, thì tôi nói hai ngày hôm nay rồi, Hoàng Phương Vi. Cô đó là Lê Mai Ngọc Linh Nhi. Và cô này đã chụp hình chung với lại Trương Quốc Huy, N10 TV. Trương Quốc Huy là đang bị FBI chắc đang tầm nã, tại vì cô này khai ra hết, có cả Phó Thị trưởng Nam Quan Nguyễn nữa. Tôi có nói trong video số 95, à số này số kia, số 94, 93, 92, à 94, 93, 92 đều có hết, có thể vào trong đó mà xem Phương Vy. Cho tôi một cái view nữa, mặc dù tôi không kiếm tiền. Video của tôi không có cái tiền, nhưng mà cho tôi một cái view, nó khích lệ, động viên. Thì nói như vậy thì NQ36, nghị quyết 36, xem người Việt cư ngụ tại nước ngoài là thành phần không thể tách rời đất nước và dân tộc, chỉ nhắm vào thành phần người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam hay người Việt Nam rời đất nước sau biến cố 30 tháng 4 1975 như tôi không. Rõ ràng là những người trong đó là không phải là những người mà thuộc về biến cố 30 tháng 4 năm 75. Thì như vậy là đâu, cái băng rôn nó là sai. Tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, rõ ràng như vậy. Thì tôi nhìn những mặt ông bác sĩ Bùi Duy Tâm, ông đã từng ở tù dưới chế độ Cộng sản, ông cũng đã từng ở tù dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông nó thuộc loại người gió chiều nào che chiều nấy. Cái thời gian sau này đó, khoảng chừng 10 năm nay ấy, thì ông lại quay lại với Cộng sản, ca tụng Cộng sản. Mà trước đó, đó thì ông đón ông Hoàng Minh Chính, ông đi kêu với tổ chức, ông chửi Cộng sản. Đấy. Câu hỏi thứ ba, tại sao cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ mà là những ban đại diện cộng đồng người Việt tại California, ít nhất ở đây thì cũng phải có giấy mời chứ. Ở Nam Cali này chúng tôi có tới hiện tại 3 ban đại diện cộng đồng đang hoạt động. Một ban của ông Bùi Thế, ông Bùi Phát, một ban của ông Nguyễn Kim Bình và một ban đại diện. Thì ban đại diện này quý vị không mời không sao, tại vì nó là thuộc lại ấu dâm mà, ban đại diện ấu dâm, tức là chủ tịch Võ Khôi đã từng bị tù về cái tội mà ấu dâm. À không có gì mà thời gian gấp hay sao mà có mỗi ông Vũ Hằng Lân, không phải là tại vì trên cái đường đi đó thứ hai đó thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới họp nghe trả lời cho Phan Lâm. Thì trong khi đi thì thường thông thường thì nó đáp xuống sân bay San Francisco, nếu bay trực tiếp luôn á, Vietnam Airlines thì xuống sân bay San Francisco, đằng nào cũng phải đổ xăng. Thì ông tới ngày thứ bảy thì ông tiếp xúc với cộng đồng người Việt đây thứ bảy chủ nhật, ngủ trên máy bay tối chủ nhật, sau khi tiếp xúc với kiều bào trong nhà bay qua bên họp bên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tại vì bên kia nó sớm hơn 3 giờ. Ở bên miền Đông là 9 giờ sáng, thì bên Cali này mới có 6 giờ. Thành ra cũng bắt buộc phải bay đêm thôi, theo tôi nghĩ. Thì không phải là vì gấp rút mà họ có kế hoạch hết rồi. Thành ra thì có giấy mời. Ngày hôm tôi nói chuyện với lại Nửa Vòng Trái Đất TV là như là thứ ba tuần trước, hôm đó là ngày 10, 12, 13 vậy đó, thì Nửa Vòng Trái Đất TV đã có giấy mời rồi, tức là có chương trình hết chứ không phải là gấp rút.
mà chỉ có mời có một mình Vũ Hoàng Lân thôi, không có. Thì thông thường thì gặp như vậy, nhưng mà tại vì thứ bảy chủ nhật thì người Mỹ họ không làm việc, thành ra cái điều đó cũng đúng. Thay vì ông qua bên bên họp xong rồi ông qua trở lại bên Mỹ, à bên California, thì nó mất luôn, nó mất đi 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tiện lợi. Chào anh Trần Đại, thì tôi đọc tiếp. Bây giờ là 12 giờ nhưng mà tôi vẫn vẫn tiếp tục cho hết cái bài viết của tôi. Thì như vậy cái tấm băng rôn nó còn đủ ý nghĩa chung cho người Việt hải ngoại hay chỉ cho những người Việt Nam được định nghĩa đóng khung rất là giới hạn của nhà nước Việt Nam? Trước đây khi mà tôi nói chuyện với Thủ tướng, à với lại Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tôi đã đề nghị mở rộng cái nghị quyết 36 bằng cách tiếp xúc với mọi thành phần ở hải ngoại này, dù là những người thành phần chống đối. Bởi vì tôi chủ trương rằng đó, muốn giải quyết vấn đề thì mình phải có nói chuyện, có tiếp cận với nhau thì mới thông cảm lẫn nhau được. Thì mình có nói chuyện thì mình mới thông qua được những dị biệt và tìm được cái mẫu số chung cảm thông để đi tới cái hòa đồng và kết hợp. Thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đồng ý với tôi cái chuyện đó. Ông nói anh Hùng có thể tổ chức. Vâng, thưa, được. Thì tôi mướn khách sạn Marriott Hotel, ngày giờ thì do bên anh Sơn ấn định, tất cả lên dàn xong xuôi hết, nhà nước không mất một đồng bạc nào hết. Bởi vì cái tiền đó là có Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ này yểm trợ. Thế nhưng mà vì vấn đề, tôi nói thẳng luôn, ganh ăn tức ở trong nước, chèn cựa với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, sợ ông nó lập cái thành tích hay quá, kết hợp được với lại những thành phần chống đối hải ngoại. Và cái việc này không xong, thành ra ông Sơn mới đi vào một cái lỗi lầm, bắt tay với Hoàng Duy Hùng. Và vì ông bắt tay với Hoàng Duy Hùng thành ra rồi, giờ này ông thân bại danh liệt rồi. Thì sự đố kỵ này tôi nói là từ trong nước nhé, từ trong Bộ Ngoại giao nhé, trong nội bộ của quý vị đó. Thì từ đó cái hố sâu xa cách kéo dài hơn 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ kéo dài khoảng đến biết bao giờ. Chính tôi đã từng nói quý vị là người chiến thắng. Nếu quý vị không mở cánh cửa thì làm sao mà cái người thua cuộc như chúng tôi dám đề nghị hay là dám tiến tới gần quý vị? Bởi vì quý vị nghĩ rằng á, và quý vị thấy rồi đấy, hầu như những người mà đi tới quý vị đều đi bằng hai đầu gối hết, không có người nào đi thẳng lưng như tôi hết. Tôi không đi ăn mày nghị quyết 36, và những người đây họ cũng không đi ăn mày nghị quyết 36, mà ngược lại họ còn chống quý vị hơn. Thì sau một thời gian chống thì tôi nghĩ rằng á, quý vị cũng không có mở cánh cửa. Nhưng mà như vậy không phải là tôi thối chí. Giờ này tôi vẫn giúp quý vị, tôi vẫn loan những cái bản tin. Thí dụ bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính, tôi đâu có được mời mà tôi vẫn đăng tin. Như là vụ mà Tổng thống Joe Biden đi Việt Nam, bản tin của tôi còn đầy đủ hơn bất cứ một tờ báo nào trong nước này. Tôi nói thật, nhiều hơn nữa. Tại vì tôi không đi, tôi ngồi nhà tôi thu thập được rất nhiều tài liệu, tôi dịch từ báo Mỹ ra nữa. Thì như vậy quý vị chỉ cần những người đi bằng hai đầu gối mới nói chuyện được hay sao? Chính quý vị
quý vị hiểu ai là những người đi bằng đầu gối, bằng hai đầu gối. Nhưng mà cái mà quý vị đã giới hạn những nhà phóng viên tại Mỹ trong khi quý vị đi tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ là một sự thiếu sót rất là lớn, mà lại để cho thằng Vũ Hoàng Lân nó đang là live độc quyền Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc với đại diện cộng đồng người Việt. Cái tiêu đề đó nó nhỏ, nó ngắn, nhưng mà cái hậu quả đó, quý vị vô tình đâm vào cái vết thương của những nhà báo chúng tôi ở đây. Quý vị coi thường chúng tôi. Tôi không phải là vì vấn đề mà tôi không được mời hay này kia. Tôi mời thì bị lại mất vé máy bay rồi lại bay lên trên đó này. Đủ hết chuyện. Rồi mướn khách sạn ăn ở này. Thì chính quý vị phải là những người mở đầu. Quý vị thấy rằng á, đất nước chia đôi cũng phải nhờ cái hiệp định Geneva, để thống nhất đất nước cũng phải nhờ cái hiệp định Paris. Thì bây giờ quý vị tự nhiên cứ bảo rằng ê, nghị quyết 36 là một thành phần không thể coi người Việt ở nước ngoài là một thành phần không thể tách rời đất nước và dân tộc. Đâu có phải dễ dàng như vậy. Quý vị phải chứng minh bằng cái hành động. Quý vị thể hiện vào cái hành động, nhưng mà quý vị không làm. Quý vị đâu có thể hiện. Ngay cả tôi đây này, ông Bùi Phát đây, chủ tịch cộng đồng chính danh đây cũng không thơ mời. Và quý vị nhớ rằng là ông Bùi Phát đã từng tới phiên họp của đại sứ Phạm Quang Vinh. Thì tôi không biết là lúc đó ông Bùi Phát được mời hay là ông Bùi Phát đi vào trong đó để biểu tình, nhưng mà không bị đuổi ra. Thì đâu phải là chúng tôi là những người mà lúc nào cũng phá hoại. Quý vị tổ chức đi. Tôi nói với Thứ trưởng Nguyễn Anh Sơn, mình tổ chức, mình có nghĩa là bảo vệ của khách sạn Marriott. Anh nào vào trong đó cái rút cờ vàng ra đứng dậy là đá đáo cộng sản đó, thì mình bảo chức bảo vệ mời ra ngoài chứ. Bên Mỹ mà đâu dễ mà chuyện đó. Thành ra rõ ràng đây này, Bùi Truyền nói rằng Việt Cộng chưa bao giờ dám đối thoại với đồng bào tị nạn cộng sản ở đây. Thì đó là người ta nói. Thì tôi thì nghĩ rằng ấy, quý vị ngủ say trên chiến thắng, quý vị đang thấy rằng 1.200.000 quân ta đánh bay hết rồi. Tôi nói thật, tất cả đều nằm ở trong chiến thuật của người Mỹ hết. Đó là lý do tại sao mà cái là luật lịch sử Việt Nam 15 tập kỳ vừa rồi bỏ chữ Mỹ Ngụy đi, không xài chữ Mỹ Ngụy nữa, mà chính quyền cộng sản à, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng gọi là quân đội miền Nam hay là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đâu có gọi là quân đội Mỹ Ngụy nữa, bỏ luôn. Ông Bùi Phát không được mời, tôi không được mời, Đoàn Trọng không được mời, rồi Đỗ Dũng không được mời. Quý vị phải chứng minh rằng quý vị là những người quân tử. Chúng tôi không phải là người cộng sản như quý vị nghĩ. Quý vị phải nói như vậy. Trả lời cho các nhà báo đây. Chúng tôi là những người Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đang gia nhập với văn minh thế giới. Chúng tôi đang đối tác chiến lược toàn diện với lại đất nước Hoa Kỳ. Và chúng tôi tôn trọng tất cả mọi chính kiến, bất đồng chính kiến. Chúng ta nên gặp nhau, ngồi với nhau, nói chuyện với nhau để cảm thông với nhau. Okay. Tôi nói chuyện ở đây là trong cái tinh thần xây dựng nhau. Tôi đâu có chửi quý vị đâu. Thứ tư, tại sao đại diện cộng đồng lại có những vị sư sãi thuộc Phật giáo
trong cái buổi đón tiếp tôi thấy ít nhất là hai vị sư, mà tôi biết họ ở đâu nữa, tôi biết họ là ai nữa. Thì bây giờ quý vị muốn là sư quốc doanh à? Không lý cả một nước Việt Nam chỉ có Phật giáo là đại diện ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ở Việt Nam tôi về tôi thấy có tới 7 tôn giáo đó. Đi trên Trường Sa nó có đại diện 7 tôn giáo. Có cả Hồi giáo nữa. Có Phật giáo Hòa Hảo, có Cao Đài, có Thiên Chúa giáo, có Tin Lành. Rồi có những cái đạo gì? Tổng cộng là 7, 7 đơn vị. Tôi không nhớ hết. Và nhà thờ thì mọc lên nghi lắm. Mà tại sao đây chỉ có hai ông sư đại diện? Ông sư có liên quan gì tới này không? Tôi thấy một cái điều đó cũng vô lý nữa. Hay là tại vì thiếu người thì mời thêm ông sư để mà nhét vào cho nó đông đông. Mà nhét vào đông đông thì là tôi thấy lại là vấn đề vô lý khác. Về báo chí đấy, thì như lúc nãy tôi nói là ít nhất là 3 cơ quan đã nhận được thiệp mời. Và một trong những người đó nó nhắn tin với tôi, bảo tôi rằng á, anh Hùng ơi, anh liên lạc với Tổng lãnh sự để nhận thư mời bằng email. Tại vì giờ này thì trễ rồi. Mới gọi tôi hôm thứ 6 rồi. Thì nếu mà tôi nhận được thì tôi mua vé máy bay tôi nhảy lên cũng kịp. Nhưng mà không. Tôi trả lời cho người viết. Tôi trả lời cho bạn đó. Tôi là người muốn được mời chứ không phải là một người muốn xin đi được tham dự. Đừng nói là nhà báo của chúng tôi đi là làm tin là tôi phải có bổn phận lên đó. Thế tại sao thằng Vũ Hoàng Lân nó được mời? Tại sao thằng Đéo Bách Phạm nó được mời? Tại sao Trịnh Quốc Thiên được mời mà tôi lại không? Và những nhà khác, nhà báo khác được không? Không được. Chúng tôi không thể làm công cụ cho quý vị miễn phí như vậy nữa mà không có lời mời. Phải là được mời chứ không phải là xin đi làm phóng sự. Tôi làm phóng sự cho quý vị còn phải trả tiền lại cho tôi nữa, trả tiền máy bay cho tôi này, trả tiền khách sạn cho tôi này, giống như ông David Dương đấy, quý vị học ông David Dương đấy, ông David Dương ông mời những khách nhà ông đề là trong thiệp mời ông đề rõ ràng, ban tổ chức sẽ đài thọ phương tiện và khách sạn cho những vị khách mời ở ngoài thành phố San Jose. Đấy là quý vị phải gửi cho tôi một cái vé máy bay, gửi cho tôi một cái thiệp mời, kính gửi ông Nguyễn Phương Hùng, cái này, giống như là cái thiệp mà thằng Nguyễn Quang Trường nó bịa ra đó, kính gửi đồng chí Hoàng Duy Hùng. Ở trong Hoàng Duy Hùng nó gia nhập Đảng Cộng sản hồi nào mà gọi nó đồng chí vậy. Lại còn gọi là đồng chí, một đảng viên chân chính ở ngoài đảng. Thế đảng, thế những người trong Đảng Cộng sản không có chân chính à. Phải ngoài đảng như đồng Hoàng Duy Hùng mới là chân chính à. Bạn Tommy Farm mấy ông muốn mì ăn liền nhanh gọn ghé nên mấy ông tránh mấy ông Việt Nam tụ họp. Tôi không nghĩ rằng những người hải ngoại này họ mất dạy và du côn như vậy. Họ là những người lãnh đạo, họ không thể nào họ tới trong đó để mà họ phá cái việc. Quý vị cứ làm tròn đi cái công việc của họ, của quý vị đi. Người ta đi hay không là chuyện khác. Mà người nào đi vào trong đó lộn xộn là đuổi ra liền. Quý vị thấy rằng mấy thằng Mỹ, chiến binh, cựu chiến binh Mỹ không? Đi vào phá bình mấy cuộc họp của bên Việt Nam quán, cảnh sát Mỹ bắt bỏ tù liền thằng gì quên luôn đấy. Bây giờ nghỉ rồi. Ông Mỹ tên là Bill gì đó tôi quên mất. Ông ở tù, đảng Việt Tân không có một lời thăm hỏi.
ông ra tù cũng chẳng có ai đón đâu hết. Thế ông mới biết ông bị lợi dụng. Tôi nghĩ rằng ở Hoa Kỳ đó, nếu mà có báo chính thống ấy, ít nhất là phải 50 cơ quan. Tôi nói chính thống đây là có giấy phép, xin giấy phép, hoặc là của quận, hay là của tiểu bang, hay là của liên bang. Quý vị đâu phải mời tất cả YouTuber đâu, mời những người nào mà trong cái bên tổng lãnh sự danh sách tôi nằm ở trên đó, không thể nào nói rằng là quên gửi. Bởi vì trong cái tổng lãnh sự ấy, họ cái Microsoft Word ấy, nó có một cái list, người ta đánh ra cái thì nó in ra mỗi một trang của nó là 36 cái label có sẵn rồi. Vâng, Hoàng Phương Vy, họ nhận tiền thôi. Thế tôi trả lời cho anh ta, tôi muốn được mời chứ tôi không muốn phải xin để đi làm phóng sự. Tại sao chuyện của các anh tôi lên tôi loan tin dùng cho các anh mà lại phải đi xin được lên để thông báo tin tức? Quý vị cho rằng là báo chí là một phương tiện tốt phải không? Đó. Truyền thông hồi xưa đấy, trong chiến tranh ấy, ở Bắc Việt bỏ rất nhiều tiền để mà mua chuộc truyền thông ở bên Mỹ này. Mà bây giờ đấy thì quý vị làm lơ với lại cái chúng tôi. Thì và tại sao lại có người được like và độc quyền? Nhưng như vậy là rõ ràng nhất bên trọng, nhất bên khinh. Hay là quý vị đã chọn phe rồi? Quý vị đã chọn phe. Quý vị đừng có ngụy biện là báo chí hải ngoại là báo chí chống cộng nên quý vị không mời. Cái nghị quyết 36 nó ở chỗ đó, đó. Chẳng tha mình mời người ta không đi. Ok thôi, mình nhớ rồi, cạch mặt lần sau không mời nữa. Còn hơn là mình không mời để người ta trách mình. Nên để họ bị trách hơn là mình bị trách. Hãy để người phụ mình đừng có phụ người. Quý vị tháo cái bảng đi, tiếp xúc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Thế tôi là cộng đồng người gì? Người Mỹ à? Người Mỹ mà tôi nói tiếng Việt Nam còn giỏi hơn là cái thằng Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Văn Hùng. Văn hóa thể thao và du lịch. Tôi còn giỏi hơn cái thằng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ với Bùi Thanh Sơn. Gửi thư mời không có nghĩa là mình thấp cơ, mà theo tôi đó, đó mới là cái sự cao cờ. Mình chứng minh rằng á, tôi không phải sợ các anh, tôi tôn trọng các anh và tôi muốn nối một nhịp cầu. Mà các anh muốn cùng với chúng tôi nối nhịp cầu hay không? Chúng ta hòa hợp, chúng ta không hòa tan. Tại sao quý vị không làm? Đó là cái yếu. Hay là tại vì quý vị ngủ quên chiến thắng? Thưa những nhà lãnh đạo Việt Nam, 48 năm rồi. 48 năm, một nửa thế kỷ. Chính giờ này quý vị còn nghe là phân biệt như vậy đấy. Thì quý vị đừng nói rằng ở cộng đồng hải ngoại này chúng tôi là phân biệt với quý vị. Một năm quý vị thu biết bao nhiêu tiền của Việt Kiều về không? Đồng ý là trong số tiền đó là của có những người đi du học, có những người đi làm lao động, có đủ thứ tiền. Nhưng mà cái
cái mà tiền về mà kiều bào đóng góp, tôi không nói doanh nghiệp nha, lên tới 18 tỷ ngày hôm nay, thì trong đó có tiền của tôi, có tiền của rất nhiều người đấy. Tôi gửi tiền về cho những người quen hay thân của tôi, cũng là một hình thức kinh tế cho đất nước ấy. Chính phủ nhẹ được một cái gánh lo cho thêm một gia đình nghèo. Tại sao có những người đi lao động 2-3 năm mà ở nhà xây được nhà 4 tầng ở Nghệ An, gần hộ nghèo rồi, nhà 4 tầng là gần hộ nghèo rồi đấy. Không gửi thư báo chí Việt ngữ ở Hoa Kỳ, tức là quý vị đã tự vẽ ra một cái lộ trình hay là một cái con đường, đó là con đường tự lộ cho các nhà báo không được mời, trong đó có tôi. Mày không xứng đáng để tao mời, đúng không? Mà chỉ cần một Vũ Hoàng Lân thôi, lai độc quyền thành ra cái, bởi vì độc quyền thành ra cái view của Vũ Hoàng Lân nó lên, nó vụt cái 200 mấy chục người xem, tại vì không có kênh nào khác. Vũ Hoàng Lân nó kiếm tiền vụt, thành ra có người lại đặt ra câu hỏi, à hay là Vũ Hoàng Lân nó gửi phong bì cho tổng lãnh sự San Francisco nên nó được độc quyền. Tôi kêu cái chuyện đó có thể và không có thể, nhưng mà tôi không kết luận như vậy, tôi không nói như vậy nhé, đó là người ta nói. Tôi trả lời ở đây là Mỹ, đâu có phải Việt Nam đâu mà mình phải gửi phong bì cho họ. Mình đi loan tin cho họ thì họ phải trả phong bì cho mình chứ, tại sao lại mình lại đi trả phong bì cho họ. Cảm ơn Hà Dương, cảm ơn Hiền Lê. Tôi loan báo dùng cái tin cho quý vị, chứ tôi đâu phải lên tôi viết báo tôi chửi quý vị đâu. Thế chừng nào tôi chửi quý vị hay lần sau cạch mạch không mời nữa. Tôi có làm gì sai đâu, quý vị cho tôi biết đi. Cái gì tôi sai? 30 lần tôi đi về Việt Nam, quý vị chửi đi những người nào mời tôi về Việt Nam 30 lần. Mang ra chửi hết. Đó. Ông nào, bà nào mời tôi đi về Việt Nam, mang ra chửi, chửi. Thúi đầu cái gia đình họ đi. Không phải ngẫu nhiên mà nhà nước Việt Nam mời tôi về khơi khơi 30 lần. Tôi không phải trả tiền khách sạn, tôi không phải trả tiền ăn, tôi không phải trả tiền máy bay. Tiền máy bay là tiền nặng nhất. Thì có những cái vấn đề giải trí hay là vấn đề đi ăn uống, đi du lịch này kia thì ngoài chương trình của nhà nước thì tôi phải trả tiền, cái chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà tại sao lại tôi được về tới 30 lần? Mà tại vì tôi không đi bằng đầu gối thằng Vũ Hoàng Lân, thành ra bây giờ tôi bị sa thải đúng không? Theo tôi đó thì họ phải mời chúng tôi giống như ông David Dương đó. Nhưng lúc nãy tôi nói rồi, gửi một cái thiệp mời, nếu mà tổng biên tập hay là mời, nếu mà ông trả lời trước ngày đó này kia, chúng tôi sẽ sắp xếp phương tiện, sẽ gửi vé máy bay xuống cho ông đi. Ông muốn xuống phi trường San Francisco, muốn phi trường Oakland hay phi trường San Jose, cho chúng tôi biết. Và đây là địa chỉ những cái khách sạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp 2 hay là 3 nhà báo ở chung một phòng, tùy theo cái phòng chúng tôi sắp đặt. Như giống như ở Việt Nam tôi vậy, không bao giờ là họ book cho tôi một phòng riêng hết. Họ book cho tôi là phòng là thường thường chung. Còn tôi ở những lúc mà tôi ở phòng riêng hay gì đó, đó là do những doanh nghiệp ở trong nước hoặc là ở ngoài nước book phòng cho tôi. Nhưng ở đây tôi nói là ông David Dương đó, lúc nãy tôi nói rồi,
ông mời khách ở ngoài thành phố San Jose, ông bảo ông sẽ lo cho cung cấp máy bay, cung cấp khách sạn. Việt Nam thường hay nói câu không chọn phe, chỉ chọn lẽ phải. Thì như vậy, chỉ có một mình thằng Vũ Hoàng Lân phải thôi, còn tất cả các nhà báo ở hải ngoại này, chúng tôi đều là trái hết. Quý vị không thèm chơi với chúng tôi thì quý vị dẹp cái nghị quyết 36 đi. Đừng lúc nào cũng vỗ ngực, chính là nghị quyết 36. Quý vị đã vứt tất cả chúng tôi đi vào thùng rác rồi, trong cái cuộc đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với tôi đó, nếu mà tôi là Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, thì tôi sẽ mời ít nhất là 5 nhà báo. Trong đó phải có tôi, bởi vì tôi đã đi về Việt Nam 30 lần. Và 4 nhà báo khác, ví dụ như Đỗ Dũng cũng đã đi về Việt Nam. Ví dụ như là cả Đoàn Trọng đi về Việt Nam, Vũ Nhân đã từng đi về Việt Nam nữa. Giờ trên San Jose mấy người cũng đã đi về Việt Nam. Đâu có nhiều đâu. Nếu quý vị không tin những người khác, không bắt buộc phải mời tất cả, mời những người nào đã đi Việt Nam đi, quý vị cũng đâu có mời. Mà nếu mà tôi là Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, tôi sẽ viết thêm cho nó. Nếu quý vị muốn tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn qua bên New York hoặc là qua bên Washington DC, vui lòng cho biết để Tổng lãnh sự sắp xếp. Như vậy nó phải đẹp không? Còn đi hay không là quyền của mỗi người. Thì không biết là phố Gonza TV tự phong, tự gắn, hay là chính là Tổng lãnh sự San Francisco Hoàng Anh Tuấn, hay là nhà nước Việt Nam cho phép phố Gonza TV được ghi là độc quyền. Vậy thì như vậy, từ vậy trở đi quý vị, chỉ cần phố Gonza TV thôi, quý vị đừng có nói tới cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Trong hình, trong cái đây là một tấm hình đấy, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thế bây giờ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ thì về hình thức, thì cái sự kiện gặp gỡ cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ không thành công, ít ra ra hành. Không thành đâu. Vâng, Hoàng Phương Vi, họ không mời nhà báo KBGTV là một chiêu trò rất lớn. Quá lớn nữa. Họ chính là những người ăn cháo đá bát, họ phủ tay với lại những người mà họ đã từng mời về Việt Nam 30 lần. Đấy. Thằng Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn là người mà nghe lời bà Phùng Tuệ Châu suối bảy. Thế tất cả những cái gì mà tôi đóng góp cho nhà nước hoặc nhà nước đãi ngộ tôi trong 30 lần đi về Việt Nam, tôi lầm hay quý vị lầm, hay là cả hai chúng ta cùng lầm? Phải nói rằng á, về hình thức thì ban tổ chức Tổng lãnh sự San Francisco đã hạ thấp uy tín của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tổ chức một buổi gặp gỡ quá đơn giản, nếu không muốn dùng là ngôn ngữ bình dân, là bèo và hà tiện. Sĩ diện quốc gia và chức vụ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ, dù là cái buổi gặp gỡ mà kiều bào thôi, vào lúc 7 giờ chiều. Cái giờ đó là giờ ăn tối. Ai, tôi nghĩ rằng tất cả những người đó, ai trong đó, cái phòng đó đều nghĩ rằng là mình được mời tới, thể nào cũng có dạ tiệc hay là ít nhất một bữa ăn. Khoảng 200 người trong đó là thì bao nhiêu?
mỗi một cái bàn 10 người thì 20 cái bàn. Một cái bàn bao nhiêu? Khoảng 500 tới 800 đô la một cái bàn. Đâu có đáng bao nhiêu đâu. Quý vị đi chuyến này về, quý vị mang cả hàng mấy chục triệu Mỹ Kim về. Vậy mà ông tổng lãnh sự để cho một cái uy tín bề thế của một thủ tướng 200 người nhét trong một cái phòng bằng cái lỗ mũi, ngồi như là cá hộp, đi ra chợ mua cái mấy con cá hộp, cá sạc đin về ăn đấy, sao mà nó tồi thế. Cái đảng Việt Tân đây nó họp đây, nó còn mướn được cái phòng rộng thanh thang. Thằng Nguyễn Hữu Chánh nó mà ở đây nó cũng tạo cho muốn được cái phòng rộng thanh thang. Mà đây có 200 người nhét vào cái phòng bằng cái lỗ mũi. Chào nhà báo Ngọc Lan. Vẫn trẻ không có đâu. Già lắm rồi. Mình biết mình là một bữa ăn thường đấy, 5 món, 7 món. Món ăn khai vị, rồi món ăn súp, rồi món cá chiên, thịt bò, xào đấy. Đơn giản. Rồi món tráng miệng. Đằng này đi cho mấy cô tội nghiệp, mấy cháu. Tôi nhìn cái hình tôi chứ. Nhìn thấy rõ ràng cái mặt của nó xấu hổ, nó tội tỏ. Mang một cái khay tới mời, trong đó có một cái kẹo. Theo lời của Vũ Hoàng Lân, mời kẹo và bánh trung thu. Cái nhìn thấy bánh trung thu cắt ra làm 4. 10 người mời, được mời đấy. Vũ Hoàng Lân nó không chiếu hết, tôi không biết. Tôi thấy khoảng chừng 10 người đấy. Thì 7-8 người từ chối à. Bèo quá mà ăn làm cái gì? Miếng ăn là miếng nhục. Tới gặp thủ tướng, không có được một bữa tiệc để ăn uống, không bữa cơm để mời. Người Việt Nam mình rất quý trọng cái mâm cơm. Lời chào cao hơn mâm cỗ, mà chào đây cũng không có. Mà giờ tới nơi đó ăn cũng không có ăn, bây giờ 7 giờ tối, đói meo đói bụng. Tôi bảo đảm những người đó đều nghĩ rằng mời 7 về tối là chắc là có ăn. Ai ngờ tới có mấy cái kẹo. Quý vị thấy biết bây giờ đó, ăn kẹo và ăn bánh trung thu đó. Năm nay bánh trung thu ở Việt Nam ế nè, ở đây cũng ế luôn. Như tôi là không mua bánh trung thu đó. Không có ăn. Kỵ ngọt. Thế nhưng mà không biết là người ta kỵ hay là người ta... Tôi đi gặp thủ tướng mà cho tôi ăn cái miếng bánh trung thu với cái kẹo. Đấy dẹp đi. Tôi thấy cái mặt của các cháu đó, nó cười gượng gạo. Nó xấu hổ. Nó chưng hửng ra. Mà tôi nói rằng á, đi giống như là đi phát thực phẩm. Đi phát thực phẩm như Hoàng Kiều còn ngon lành hơn nữa. Còn được thùng mì á. Nó ăn một cái kẹo với lại mấy cái bánh trung thu. Nhục ơi là nhục. Không phải quên, tôi nhiều người bị quên lắm Ngọc Lan. Ngọc Lan chào nhà báo vẫn trẻ trung phong độ như hồi mới về nước nhỉ. 12 năm rồi. Lúc tôi về nước là 65 tuổi. Tôi nói thật, cha sinh mẹ đẻ. Tôi năm nay ngoài 70 tuổi mới thấy một buổi tiếp xúc đồng bào mà thiếu thốn thức ăn đến như vậy. Không có một bữa ăn nữa. Chắc là Hoàng Anh Tuấn là nó sót tiền, nó phải cái tiền đó nó phải bỏ ra. Tổng lãnh sự thiếu gì tiền. Tổng lãnh sự bỏ rất nhiều tiền ra để mà cho các công an đi hoạt động. Sụp sạo vào trong cộng đồng người Việt. Chứ phải không đâu. Tôi sinh hoạt rất nhiều
sinh hoạt Việt Nam 30 lần. Thì mỗi, trong 30 lần, mỗi lần đi như vậy, ít nhất là tôi đã tham dự được 4-5 bữa tiệc của nhà nước tổ chức. Những buổi hội thảo, những nói chuyện. Chưa bao giờ thấy một cái buổi hội thảo ngay tại nước Mỹ này mà nó nghèo nàn đến như vậy. Làm nhục nhã nước Mỹ của chúng tôi quá, ông Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn này. Đây là một buổi tiếp xúc của Thủ tướng, một khuôn mặt của nhà nước Việt Nam. Quý vị nghĩ đi. Tiếp xúc với đại diện cộng đồng người Việt với lại một cái kẹo và một cái miếng bánh trung thu. Nhục ơi là nhục. Tôi đề nghị nhà nước lôi cổ ra ngoài anh Tuấn về dạy cho nó ngoại giao thêm. Có ăn thì cũng nhả ra bớt bớt đi. Ăn nhiều nó bội thực. Mà nhớ một câu rằng á, con gì ăn mà không ỉa. Đấy. Đấy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ấy, đấy. Bộ trưởng 4T đó. 4T là gì? 4T là tình tiền tù tội. 4T chứ không phải là, không phải là truyền thông đó. Thông tin truyền thông đó. Nhưng tệ hơn nữa nha. Sáng hôm nay tôi lại thấy một cái YouTube của Lai Độc Quyền nữa, là lên video một bữa tiếp xúc các doanh nghiệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì cái này mới là cái chết cho thằng Tổng lãnh sự ở San Francisco. Hai buổi tiếp xúc riêng rẽ, một buổi tiếp xúc với đại diện cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì có kẹo và bánh trung thu, nhưng buổi tiếp xúc với doanh nghiệp trong khi David Dương ngồi ngay đầu bàn sát với Thủ tướng Phạm Minh Chính có thức ăn, thì nhìn vào cái đấy, một khán thính giả của tôi ở bên Đức, chắc là đây là các doanh nghiệp thành các ông đóng tiền để ăn. Tôi bảo ôi trời ơi, sao mà bạn nghĩ cái gì mà nó bần tiện thế. Quá bần tiện. Cái này tôi bảo đảm ông David Dương, tôi bảo đảm bữa tiệc này do ông David Dương khoản đãi, không phải đại sứ. Và nếu mà ông đại sứ đó, ông đại sứ Hoàng Anh Tuấn đó, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Công Chánh nhé, Nguyễn Công Chánh ở bên San Francisco đó, thì bảo đảm 200 kiều bào người mà tham dự trong cái buổi tiếp xúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ấy, đã có một bữa ăn ngon lành. Tôi đi lên trên San Francisco biết bao nhiêu lần, tham dự bao nhiêu buổi hội thảo, chưa bao giờ mà thấy được đi mời được ngồi hết mắt ra để nghe ông nói. Thì trong hai buổi này tôi nghĩ rằng cái buổi gặp doanh nghiệp đó trước, nhưng mà lại chiếu sau. Là tại vì sao? Tại vì sợ rằng chiếu trước mà cái buổi sau này đó thì kiểu đó thì lại ăn có một cái kẹo và cái bánh trung thu thì nó bèo quá. Rõ ràng là nhất bên trọng, nhất bên sinh. Bên nào có tiền doanh nghiệp thì được ăn sung sướng, còn bên nào không có tiền thì chỉ tới ngồi ôm bụng đói mà nghe. Nghe chưa? Tôi nghĩ rằng lần sau đó, các Việt kiều này cũng không có quyền chọn lựa, tại vì người này người của trong nước chứ không phải người ở bên nước ngoài này. Nói thật với quý vị, chúng tôi không có đói bữa ăn nữa. Tôi bây giờ tôi diet một ngày tôi chỉ ăn một bữa nữa. Một ngày chỉ ăn một chén cơm nữa. Sáng dậy không ăn gì, uống một ly cà phê, ăn một cái bánh croissant. Buổi tối ăn một chén cơm. Tôi bữa nay tôi ốm, người khỏe khoắn lắm. Nói được quý vị bây giờ gần 2 tiếng rưỡi này nào.
Thì tôi không hiểu tại sao, thì tôi giải thích rồi, là bữa tiệc doanh nghiệp phải gặp trước, xong rồi gặp tiếp xúc kiều bào sau. Nhưng mà cái video kiều bào này lại đưa chứ, thì chắc chắn là ông mà độc quyền đó, không được đưa cái video doanh nghiệp, phải đưa video Việt kiều trước. Còn vấn đề mà phát biểu cũng vậy, thì ban tổ chức sao chọn người phát biểu, hay là họ tới đó họ ghi danh tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tập trung, cái cố tật của người Việt Nam mình, thời giờ thì không có, mà ông nào lên phát biểu, không biết là ban tổ chức có cho biết là phát biểu 3 phút, 5 phút thì không, không biết. Mất 3 phút, 5 phút để giới thiệu về cá nhân của mình, khoe này khoe kia. Sau đó là ca tụng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên tới trận trên mây. Cái đó là bằng thừa. Cái đó chỉ là những lời nịnh bợ. Trừ những người mà chỉ muốn có một cái gì đó thì bắt buộc phải nói như vậy. Cái thành quả người ta nhìn thấy là rõ ràng rồi. Ông Tổng thống Mỹ ông vừa qua xong là cái quá thành công rồi. Ai cũng mừng hết. Và bây giờ ông mời ngược trở lại để qua để mà tiếp tục cái phần 2 của cái đối tác chiến lược toàn diện. Thì đó là thành công rồi mà lại phải 3-4 lời. Chúng tôi rất là hãnh diện này kia rồi thấy này nghe. Cái đó không phải là những cái nguyện vọng của người đại diện người Việt Nam. Quý vị không có đại diện cho tôi nhá. Dùng cái chữ đó là cái sức sắc sược. Tôi là người Việt Nam ở hải ngoại này, ở Mỹ này. Tôi là cộng đồng người Việt Nam ở. Mà quý vị để cái bảng đó, mà tôi là nhà báo nữa cơ, quý vị cũng không thèm mời nữa. Cảm ơn Ngọc Lan. Lê Hiền đáng ra phải có bánh bao nữa. Bánh bao thì người ta lại nói rồi mình lại cái nịnh bợ anh Tàu nó mất công lắm. Cái mà người đã lên trên đó nói là phải nói thế nào, tình trạng đất nước mình bây giờ ra sao, thủ tướng với chính phủ bây giờ đã đang phản ứng như thế nào trong cái đối tác chiến lược toàn diện, thì thủ tướng, theo thủ tướng nó có thấy rằng là mình có an ninh của đất nước có bảo đảm không, mình không theo phe nào, nhưng mà cái sự mà cái mà quyết định của mình trong cái mà đối tác chiến lược toàn diện này đó, nó sẽ bảo đảm cho đất nước như thế nào không, chúng ta có sợ Trung Quốc nữa không, chúng ta có được sẽ được hợp tác với ai với ai với ai, những cái đó đó. Thanh niên Việt Nam sẽ có phải bị chết nữa không? Rồi mới đây nữa là Trung Quốc lại cho tàu xâm nhập vào hải phận Việt Nam. Đấy. Thì phản ứng của chúng ta, rồi tàu đánh cá của ngư dân vẫn bị ấy này kia. Đó là những câu hỏi. Tại vì nhạy cảm không ai dám hỏi. Nếu tôi này tôi hỏi liền ạ. Nếu tôi gặp ông Tô Ân Sô đó tôi còn hỏi nữa. Hỏi về Hoàng Duy Hùng nữa. Ai cho phép nó đi vào Việt Nam? Hả? Ai cho phép nó đi vào Việt Nam trong khi nó đang bị mờ mang một cái tội? Cái tội đó là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa xử nhé, án treo. Và nó mang quốc tịch Cameroon. Nó vào Campuchia. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, bằng quốc tịch Cameroon, tôi đã chiếu và tôi đã viết thư, tôi gửi cho Bộ trưởng Tô Lâm, và tôi gửi cho Ủy ban Người Việt, tôi gửi cho
đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia. Video nó quay quý vị. Đấy, video nó quay đấy. Tôi sẽ gọi luôn, tôi hỏi luôn. Có những cái câu hỏi mình phải hỏi. Và ngược lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vậy. Khi ông tiếp xúc, ông phải có bổn phận trình bày với lại cộng đồng người Việt về cái chuyện Tổng thống Joe Biden. Mặc dù ông không tiếp, ông không trực tiếp, nhưng ở một cái địa vị là một thủ tướng, và ông cũng có tiếp xúc với lại ông Joe Biden trong một buổi họp, đúng không? Thì ông cũng phải biết một cách tổng quát. Và ông qua đây đấy, chắc chắn ông còn nắm nhiều chi tiết hơn, có thể còn hơn cả ông Võ Văn Thưởng nữa. Ông Võ Văn Thưởng không đi, thành ra không có họp. Hay là có họp, nhưng mà chính ông nắm nhiều vấn đề hơn, thì ông lại không tương chính. Thành ra là chống đánh chui kèn thổi ngược. Cái người tới tiếp xúc á, cũng không nói lên được những cái điều mà người dân muốn biết, tức là người cộng đồng hải ngoại muốn biết. Và cái người lên nói, đặt câu hỏi với lại Thủ tướng Chính phủ thì lại không đặt, đề cao cá nhân mình, đề cao tổ chức mình, đề cao cái này, toàn là chuyện vớ vẩn, đóng vào ngoặc kép. Đó là chuyện rồi bu, không phải là tiếp xúc gì hết. Lần sau yêu cầu quý vị không có để là tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại nha, trong đó có tôi. Quý vị đã loại tôi ra ngoài, quý vị đã coi thường báo chí hải ngoại này rồi, quý vị đừng có nói chuyện. Dẹp luôn cái nghị quyết 36 đi. Tôi chúc mừng Thủ tướng sẽ thành công trong buổi tiếp xúc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên ông được đi ra hải ngoại. Và tôi hy vọng rằng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ đánh giá tôi như thế nào. Tôi cũng cảm ơn. Dù là tiêu cực, dù là tích cực, tôi vẫn cảm ơn. Nhưng mà tôi vẫn yêu cầu hai cái điều. Dẹp dùm cho tôi ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Dẹp dùm cho tôi ông Nguyễn Hòa Bình. Ông nói rằng là nếu mà đã cứ kỷ luật mãi thì không có người làm việc. Thế như vậy là tệ hại lắm không? Ông xác nhận rằng là ông Nguyễn Hòa Bình xác nhận rằng cái chính phủ này nó tệ lắm. Không lý 100 triệu dân ở trong nước không có đủ nhân tài. Có bao nhiêu bộ ở trong cái chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quang Quất chơi với Mỹ rồi thì quên cộng đồng người Việt là nhược điểm của đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chính xác luôn, tôi đồng ý. Hoàng Phương Huy chắc họ sợ nhà báo hỏi về Hoàng Như Hùng cho nên họ không dám mời nhà báo. Có thể có và có thể không, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Hà Dương, tôi đoán mò đừng tin tôi. Lý Quang Triều, lúc nãy tôi đã cười rồi, tôi đã thách, tôi đã cá độ với lại Hà Dương rồi. Ngọc Lan,
Nom nhà báo vẫn còn tràn trề sinh lực lắm, vẫn còn cống hiến tốt. Cảm ơn, không biết Ngọc Lan nào đây. Đáng lý phải có bánh, cái bánh bao nữa. Minh Lan này, đợt này có thể rút kinh nghiệm tiết kiệm chứ không, bữa trước anh Tô Lâm đi bị bò, bò nó nói ghê quá. Cái bữa tiệc của anh Tô Lâm này, không phải tiền ông Tô Lâm. Tôi biết ai là người trả tiền đó. Ở bên Anh Quốc, tôi biết ai. Ông Tô Lâm nào, tôi nói thật là ông Tô Lâm đi, ông ăn vàng, ăn bạc gì ở đâu. Bất cứ nơi nào, không bao giờ ông phải trả tiền hết. Không có động một độc cắt của thuế dân chúng đâu, không có đâu. Tại vì người ta ghét ông ăn vàng này, người ta nói như vậy. Trương Bảo Ngọc sao phải đi dự tiệc nhà báo ơi, ở nhà cho nó lành, tốn tiền tàu xe. Không, tôi đi. Tôi đi lên San Francisco, chưa bao giờ tôi phải tốn tiền máy bay và tốn tiền phòng nha. Tôi lên là có phòng mướn sẵn và có máy bay cho tôi đi. Tôi đi làm việc cho họ mà. Tại sao tôi phải bỏ tiền túi ra tôi đi lo chuyện của họ vậy? Tôi giúp cho họ chứ đâu có phải là tôi đi xin xin ăn đâu. Ông Lý Quang Chiêu thì mình không bằng lòng thôi, mình anh em cứ dùng những đao to búa lớn, còn hiểu chính trị lơ mơ lắm thì đâu phải ai cũng như mình. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, núi này cao núi kia còn cao hơn nữa, phải rất nhiều. Chắc họ thấy kênh của nhà báo ít sub và view hơn nên hai kênh kia nên họ bỏ quên mất. Kênh của Nửa Vòng Trái Đất TV cũng rất nhiều sub nhé. Thế nhưng mà tại sao Nửa Vòng Trái Đất TV được mời mà không đi? À, câu hỏi đấy. Trong khi bữa trước thì Nửa Vòng Trái Đất TV đi về làm phóng sự Tổng thống Joe Biden. Ngọc Lan này chắc chắn không phải là Ngọc Lan ở bên Thái Bình. Có thể đây là Ngọc Lan ở bên Yên Bái đó, ở Sapa. Hoàng Phương Vi, họ không mời nhà báo là một thiếu sót lớn ở lúc đấy cái đâu. Việt Nam không bỏ nhiều vốn đầu tư nhưng thu về tới 18 tỷ đô la thì quá nhiều. Vâng, Việt Nam bỏ khoảng chừng 5 tỷ đầu tư. Nhưng mà lại Việt Nam lại là một đối tác được Mỹ đầu tư nhiều nhất. Mình nước nào càng được nhiều đầu tư các mình càng lợi. Sau cái vụ này các bạn biết là công nghệ thông tin ấy, sẽ chuyển về Việt Nam khá nhiều. Vâng, xin phép các bạn và xin hẹn gặp lại ngày mai. Chúng tôi sẽ nói về chuyện Hoàng Duy Hùng. Bữa nay là Hoàng Duy Hùng nó lại chửi ông Nguyễn Mạnh Quang, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và bà Lý Thái Xuân đứt đầu bạc. Trong khi ngược lại ông Sang Sao lại chửi tôi. Vui.